Kính thưa các quý vị đại biểu, hôm nay thì hội đồng bước sang làm việc ngày thứ hai và tiếp tục cái phiên thảo luận. Hội đồng tiếp đặt các đại biểu hội đồng chúng ta tiếp tục phiên thảo luận. Trong ngày hôm qua thì đã có hai ý kiến phát biểu thảo luận về cái tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2019 và những cái giải pháp của năm 2020, và các ý kiến đó đã đề cập đến những cái vấn đề kinh tế xã hội, đặc biệt là về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và phát triển du lịch. Với cái ý kiến phát biểu là rất là trọng tâm, rất là ngắn gọn và đảm bảo thời gian. Hôm nay thì đề nghị các đại biểu hội đồng tiếp tục tinh thần làm việc theo cái tinh thần là ngắn gọn, phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm, rõ ý. Và mở đầu cho cái phiên làm việc trong buổi sáng hôm nay, xin mời đại biểu Lê Thuần Văn. Và sau đại biểu Lê Thuần Văn thì xin mời đại biểu Trần Xuân Tùng. Xin mời đại biểu Lê Thuần Văn phát biểu. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa hội đồng. Trước hết tôi đồng tình với các báo cáo, tờ trình đã trình bày trước kỳ họp để làm rõ thêm kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2020. Tôi xin có một số ý kiến sau. Thứ nhất, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 trong điều kiện tỉnh ta còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn tỉnh, cho nên chúng ta đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Đã có 19-21 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 7,4%, tăng cao so với kế hoạch. Vốn đầu tư xã hội phát triển mạnh đạt 20.450 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 5.180 tỷ, vượt 15% so với kế hoạch và tăng 27,7% so với năm 2018. Các chỉ tiêu xã hội môi trường và đều đạt và vượt các chỉ tiêu xã hội môi trường đều đạt và vượt, tỷ lệ hộ nghèo giảm so với trung bình cả nước. Tuy vậy, vẫn còn hai chỉ tiêu về giá trị sản xuất nông nghiệp và giá trị sản xuất dịch vụ chưa đạt so với kế hoạch do sản xuất nông nghiệp bị thiên tai dịch bệnh kéo dài, du lịch hệ số lưu trú thấp, các hoạt động dịch vụ còn hạn chế. Vì vậy cần có giải pháp tích cực trong năm tới để đẩy mạnh trong sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy du lịch phát triển nhanh hơn nữa nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển. Mặt khác, thu ngân sách trên địa bàn, đặc biệt là thu cân đối ngân sách năm 2019 tăng nhanh nhưng có sáu khoản thu chưa đạt kế hoạch so với kế hoạch đã đề ra là thu từ doanh nghiệp và thu phí bảo vệ môi trường, mà nguyên nhân chủ yếu là nhà nước cắt giảm đầu tư công nên các doanh nghiệp xây dựng cơ bản, tư vấn thiết kế gặp khó khăn, thiếu công trình, thiếu việc làm. Các doanh nghiệp sản xuất vật liệu không có dự án lớn, đầu tư xã hội giảm nên tiêu thụ sản phẩm như gạch ngói, đá cát sàn cũng giảm theo. Sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch, nhưng một số doanh nghiệp có số thu lớn thì sản xuất có xu hướng giảm và dừng lại, như sản xuất bia, xi măng, vật liệu, tiêu thụ sản phẩm giảm và doanh thu thấp. Trong năm, lượng khách du lịch tăng nhanh nhưng hệ số lưu trú thấp, thu về du lịch còn hạn chế, nợ đồng thuế còn cao. Từ phân tích trên cho thấy nguồn thu ngân sách năm 2019 tăng trưởng mạnh, có số thu tăng cao so với kế hoạch. Số thu này chủ yếu là khoản thu từ tiền thuê đất một lần và tiền sử dụng đất. Chúng ta thấy số thu tăng cao nhưng thực tế đây là khoản thu thiếu bền vững, không ổn định bởi chưa có dự án lớn hoặc nhà máy lớn trong lĩnh vực công nghiệp được xây dựng đi vào sản xuất để có nguồn thu từ sản xuất một cách bền vững. Về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020, tôi đồng tình và xin có một số ý kiến như sau. Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 5 năm 2015-2020 và còn nhiều chỉ tiêu cần phải phấn đấu tích cực mới đạt được trong kế hoạch đã đề ra. Về tốc độ tăng trưởng kinh tế,
đạt 7,4%, giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều tăng. Đặc biệt thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.500 tỷ và tăng hơn so với năm 2019 sẽ là 6,2%. Các chỉ tiêu về xã hội, môi trường đều tăng hoặc giữ vững, đảm bảo cho quá trình tăng trưởng của tỉnh. An ninh quốc phòng được giữ vững. Để đạt được các chỉ tiêu trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều gặp khó khăn thách thức. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2020, tôi xin có một số ý kiến đề xuất như sau. 1. Tiếp tục kêu gọi cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời giúp đỡ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn về vốn, lao động, thị trường để ổn định phát triển sản xuất. Hỗ trợ các doanh nghiệp khác đang trong quá trình thực hiện dự án giải quyết nhanh gọn các thủ tục đầu tư, rồi giải phóng mặt bằng. Đặc biệt quan tâm ưu tiên cho các doanh nghiệp là con em trên địa bàn tỉnh để thu hút nguồn lực hiện có, tránh tình trạng nguồn lực của tỉnh chảy ra ngoài. Khuyến khích đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dự án sớm đi vào hoạt động để khai thác tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh, góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp trong thời gian đến nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách từ sản xuất kinh doanh. 2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt định kỳ gặp gỡ đối thoại của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để nghe doanh nghiệp nói phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp hoặc đề xuất giải quyết những khó khăn trong thủ tục đầu tư, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đây là nguyện vọng thiết thực của doanh nghiệp đối với lãnh đạo tỉnh. Đề nghị tỉnh thực hiện đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ về định kỳ đối thoại với các doanh nghiệp ít nhất một quý một lần, và Thủ tướng quy định là một tháng một lần, mình ít nhất thì một quý một lần. 3. Qua nắm bắt tình hình từ các doanh nghiệp và báo cáo của các doanh nghiệp như bia, may mặc, dịch vụ, nhà hàng khách sạn, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, hiện nay lao động có sức khỏe, có tay nghề thì xin nghỉ việc để đi xuất khẩu lao động hoặc chuyển sang các doanh nghiệp có thu nhập cao hơn. Do đó, các doanh nghiệp này thiếu lao động, nhưng việc tuyển dụng lao động khó khăn, đặc biệt là thiếu lao động có tay nghề được đào tạo phù hợp với điều kiện tuyển dụng của doanh nghiệp, để tránh lãng phí cho xã hội vì việc đào tạo không phù hợp với nhu cầu nguyện vọng và tuyển dụng của doanh nghiệp thì thiếu lao động, người lao động thì không có việc làm. Đề nghị tỉnh, Sở Lao động Thương binh Xã hội, các ngành địa phương tăng cường công tác chỉ đạo các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh cần liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo nghề phù hợp với những ngành nghề mà doanh nghiệp đang cần, vừa gắn được nhu cầu đào tạo, vừa giải quyết được việc làm cho lao động của địa phương. 4. Thời gian qua, tỉnh đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, và trong kỳ họp này cũng có một số nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp như liên kết sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ đặc thù, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh đến năm 2025, nhằm giải quyết được chuỗi giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp và đẩy mạnh việc thành lập doanh nghiệp. Để các nghị quyết trên đạt được hiệu quả thiết thực, đề nghị các ngành thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn từ đầu các thủ tục để doanh nghiệp được hưởng các quyền lợi ưu đãi của tỉnh đã đề ra. Thì báo cáo là khi mà cả cái dự án mà các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ấy, thì tôi xin đề nghị các ngành là hướng dẫn ngay từ đầu để sau này mà khi mà đi vào hoạt động á và đề nghị hỗ trợ thì nó thủ tục nó vướng mắc nó ít thôi, và hoặc là thuận lợi nhất để người các doanh nghiệp được hưởng cho nó nhanh, chứ không tình trạng là sau chứ không là cứ khó khăn là doanh nghiệp nó bỏ. Tránh cho được tình trạng khi doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ các chính sách ưu đãi thì thủ tục quá rườm rà, phức tạp, quá nhiều cấp nhiều ngành nhưng vẫn không được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định. Trên đây là một số ý kiến trước kỳ họp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Xin kính chúc quý vị đại biểu và đại biểu Hội đồng Sức khỏe Hạnh phúc xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn đại biểu Lê Thuần Văn. Xin mời đại biểu Trần Xuân Tùng. Sau đại biểu Trần Xuân Tùng, xin mời đại biểu Nguyễn Việt Hải, tổ đại biểu thành phố Đồng Hới.
Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp. Trước hết thì tôi bày tỏ sự đồng tình về các báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các ban ngành hữu quan trình tại kỳ họp. Được sự cho phép của chủ tọa, tôi xin và từ thực tiễn hoạt động giám sát thì xin được trao đổi thêm một số vấn đề cũng như là kiến nghị đề xuất một số nội dung. Thứ nhất là về giáo dục thì nội dung thứ nhất thì về vấn đề hợp đồng giáo viên dạy tin học và tiếng Anh. Thì hiện nay thì tin học và tiếng Anh là hai môn học tự chọn của học sinh bậc tiểu học. Nói là tự chọn như thực tế hai môn này gần như là môn học chính khóa như những môn học khác theo phân khối chương trình, với thời lượng là từ 2 đến 4 tiết một tuần. Môn tin học thì bắt đầu đối với học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5. Môn tiếng Anh thì bắt đầu từ chương trình làm quen cho trẻ mầm non và học sinh lớp 1, lớp 2. Và môn tiếng Anh tăng cường cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5. Để đảm bảo cho việc dạy và học môn tin học và tiếng Anh thì nhiều trường đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác. Đặc biệt là không thể thiếu đội ngũ giáo viên giảng dạy. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay là nhiều trường phải hợp đồng giáo viên để dạy hai môn học này do không có định biên như những môn học khác, trừ môn tiếng Anh tăng cường cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5. Thì theo số liệu đến tháng 11 năm 2019 thì số giáo viên hợp đồng này là 293 người, hầu hết là hợp đồng ngoài biên chế. Trong đó, giáo viên hợp đồng dạy tin học là 179 người, giáo viên hợp đồng dạy tiếng Anh là 114 người. Việc hợp đồng với số lượng lớn giáo viên để dạy môn học tự chọn liệu có phải là giải pháp tối ưu hay là sẽ tạo thêm áp lực lên ngành giáo dục khi số lượng giáo viên cũng như nhân viên hợp đồng trong ngành giáo dục hiện nay rất lớn? Thì theo báo cáo tại buổi làm việc với Ban Văn hóa Xã hội ngày 2 tháng 11 năm 2019 thì số lượng là 915 người. Trong khi đó, chủ trương của tỉnh thì từ mùng 1 tháng 1 năm 2020 thì sẽ chấm dứt hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là trong ngành giáo dục. Nhiều câu hỏi được đặt ra về việc hợp đồng giáo viên dạy tiếng Anh và tin học. Thứ nhất, việc hợp đồng giáo viên như vậy liệu có đảm bảo chất lượng dạy học hay không? Tôi được biết thì có trường hợp nhà trường chỉ hợp đồng với giáo viên chỉ trong thời gian 3 tháng và dài nhất là hợp đồng theo năm. Với thời gian như vậy, liệu giáo viên hợp đồng có thực sự toàn tâm toàn ý, yên tâm, tin tưởng cho việc dạy, truyền đạt kiến thức cho học sinh? Và tại sao với thời lượng 2 đến 4 tiết một tuần như những môn học chính khóa khác thì tiếng Anh và tin học lại không được bố trí định viên giảng dạy? Hai là việc chi trả lương cho giáo viên hợp đồng tiếng Anh và tin học hiện nay là do sự thỏa thuận giữa nhà trường với phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, hiện nay mức thu theo thỏa thuận cũng chưa có sự thống nhất nên gây ra những cái băn khoăn, thắc mắc của không ít phụ huynh. Ba, việc thực hiện giải quyết chế độ chính sách cho 293 giáo viên dạy tin học và tiếng Anh này hiện tại và sau này khi có chủ trương chấm dứt hợp đồng lao động như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho họ và giải pháp nào cho việc dạy tiếng Anh, tin học, môn tự chọn trong thời gian tới? 4. Hiện vẫn còn 12 trường chưa tổ chức dạy tiếng Anh và 15 trường chưa tổ chức dạy tin học, chủ yếu tập trung ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, thì liệu có được tổ chức để dạy và học môn tiếng Anh, tin học hay không để đảm bảo sự bình đẳng, công bằng trong học tập cho các em? Và nếu tổ chức dạy thì nguồn giáo viên ở đâu? Vấn đề thứ hai trong giáo dục. Ngày 28 tháng 11 năm 2014, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 88 về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 404 ngày 27 tháng 3 năm 2015 về phê duyệt đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, và Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã ban hành thông tư số 32 về chương trình giáo dục phổ thông. Theo đó, lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông sẽ được bắt đầu từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1 và các năm học tiếp theo cho đến năm học 2024-2025 sẽ được áp dụng triển khai từ lớp 2 cho đến lớp 12. Một trong những điều kiện để tổ chức thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông là các trường phải đảm bảo về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Tuy nhiên, hiện nay thực trạng phòng học tạm, phòng học nhờ vẫn còn rất lớn, nhất là bậc học mầm non và tiểu học với 241 phòng. Trong đó,
mầm non 150 phòng, tiểu học 91 phòng. Chính vì vậy, xin được kiến nghị với Ủy ban dân tỉnh, bên cạnh việc chỉ đạo sắp xếp kiện toàn lại quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên, cần quan tâm xử lý sắp xếp cơ sở vật chất trường lớp dôi dư sau sáp nhập, tránh thất thoát lãng phí nơi thừa nơi thiếu, và trước mắt cần ưu tiên nguồn lực để xóa phòng học tạm và khắc phục việc phòng học nhờ để các em được ổn định đến trường. Thứ hai, về thiết chế văn hóa thể thao thôn bản, thì qua 6 năm thực hiện quyết định số 2164 ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở giai đoạn 2023-2020 định hướng đến 2030, thì nhìn chung hệ thống thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh ta cơ bản đã có sự đầu tư và phát triển tương đối đồng bộ, tạo diện mạo mới trong phát triển đô thị và góp phần xây dựng nông thôn mới với nhiều đổi thay. Theo quyết định 3828 của Ủy ban dân tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển ngành văn hóa thể thao tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, đã đề ra mục tiêu là đảm bảo đến năm 2020 có 100% thôn bản, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao, trong đó có 80% đạt chuẩn. Tuy nhiên, thực tế đến nay trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn 59/1218 thôn bản, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa, tập trung chủ yếu ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đây là những địa bàn rất cần sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ từ nhà nước. Chính vì vậy, xin được kiến nghị với Ủy ban dân tỉnh, Hội đồng dân tỉnh cần nghiên cứu, xem xét, ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở trong thời gian tới. Thứ ba, về một số vấn đề khác, thì qua gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri cũng như doanh nghiệp thì và trực tiếp tìm hiểu, thì tôi xin được trao đổi thêm hai nội dung. Thứ nhất, về quy định mức thu phí các loại. Ngày 24 tháng 10 năm 2016, Hội đồng dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 07 năm 2016 quy định mức thu phí các loại phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí và bãi bỏ quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên, qua tiếp xúc phản ánh của các doanh nghiệp có hoạt động vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ Lào qua cửa khẩu Cha Lo, có ý kiến về mức thu phí hạ tầng đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa quá cảnh là quá cao so với mức thu phí tại cửa khẩu đường bộ tiếp giáp với Lào như cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh, cửa khẩu Lao Bảo Quảng Trị, làm tăng chi phí của doanh nghiệp. Thì qua tìm hiểu, tôi xin được nêu để Ủy ban dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh có cơ sở để xem xét. Đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa là quặng hoặc loại phương tiện có trọng tải từ 20 tấn trở lên, xe container 40 feet cao, mức cao nhất là 1.300.000 đồng xe lượt. Trong khi đó, ở cửa khẩu Lao Bảo Quảng Trị, cùng với phương tiện vận chuyển hàng hóa đó có trọng tải từ 20 tấn trở lên, xe container 40 feet mức thu chỉ 700.000 đồng xe lượt. Còn ở cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh, mức thu chỉ 600.000 đồng xe lượt. Còn phương tiện vận tải chở hàng hóa khác có trọng tải từ 20 tấn trở lên, xe container 40 feet ở tỉnh ta chỉ thu 1.100.000 đồng xe lượt. Trong khi đó, ở cửa khẩu Lao Bảo Quảng Trị và cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh, cùng với phương tiện vận chuyển hàng đó có trọng tải từ 20 tấn trở lên thì mức thu chỉ 300.000 đồng xe lượt. Thì từ thực tế trên thì xin được kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân để xem xét chỉ đạo các ngành để có ra soát sửa đổi mức thu phí đảm bảo tương đồng với các địa phương có cửa khẩu biên giới lân cận. Và ý cuối cùng trong cái vấn đề tiếp xúc với ý kiến của người dân thì đó là vấn đề về kiểm soát các mặt hàng lương thực phẩm trong dịp cuối năm. Mặc dù còn hơn một tháng rưỡi nữa mới đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên hiện nay một số mặt hàng thực phẩm đã có dấu hiệu tăng mạnh. Xin được đơn cử như một số sản phẩm từ thịt lợn, thì cách đây một tháng thì giá cả thịt lợn một cân thì dao động từ 70-80.000 đồng, tuy nhiên trong những ngày trở lại đây thì đã có dấu hiệu tăng mạnh từ 120-140.000 đồng, thậm chí có thời điểm tăng 150.000 đồng. Thì việc tăng giá này thì không chỉ diễn ra địa bàn Đồng Hới mà còn ở một số địa phương trong tỉnh và dự báo sẽ còn tăng trong thời gian tới. Chính vì vậy, đề nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng cần có giải pháp đồng bộ để đảm bảo nguồn cung thực phẩm từ thịt lợn, đặc biệt là việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả để tránh tăng giá đột biến, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Đến đây là một số ý kiến tham gia tại kỳ họp. Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng.
Xin cảm ơn đại biểu Trần Xuân Tùng. Xin mời đại biểu Nguyễn Việt Hải. Sau đại biểu Nguyễn Việt Hải, xin mời đại biểu Hoàng Xuân Vĩnh. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh và các quý vị khách mời. Trước tiên là tôi rất là vui mừng là cái kết quả đạt được của tỉnh ta trong năm vừa qua. Đó là thể hiện là cái đường lối phát triển kinh tế của tỉnh ta đúng đắn, nó đã phát huy tác dụng. Và tôi cũng nhất trí tán thành những cái nội dung báo cáo của Hội đồng Nhân dân, các ban thường trực Hội đồng Nhân dân và các sở ngành. Được sự cho phép của chủ tọa kỳ họp thì tôi xin có những ý kiến liên quan đến thu nộp ngân sách và các cái chính sách liên quan của những người nộp thuế cho những thời gian vừa qua, thời gian tới. Cái trước tiên là thu ngân sách trong lĩnh vực là kêu gọi đầu tư. Qua thời gian vừa rồi, tỉnh ta đã kêu gọi nhiều nhà đầu tư ngoài tỉnh đến đầu tư làm ăn ở tỉnh ta, và đã được kêu gọi nhiều nhà đầu tư lớn và có tiềm năng. Đó là một điều rất tốt cho việc phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, sau vậy thì ý thức của những nhà đầu tư ngoài tỉnh đấy thì vẫn chưa có ý thức cao trong vấn đề nộp ngân sách cho tỉnh. Ở đây tôi nói rằng nộp ngân sách là nghĩa vụ và trách nhiệm buộc phải nộp ngân sách cho nhà nước. Nhưng nộp ở đâu? Đó là ý thức và phương pháp của cái nhà đầu tư đó. Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với tổ chức kinh tế mà có kê khai nộp thuế, tức là đăng ký tài sản trụ sở chính ở ngoài tỉnh mà đến nơi khác để đầu tư, từ ví dụ như ở tỉnh khác đến đầu tư ở Quảng Bình, thì chỉ có nộp thuế VAT vãng là 2% thôi, thay vì 10% được khấu trừ đầu vào. Còn thuế thu nhập doanh nghiệp thì người ta không nộp ở đây đồng nào, mà người ta nộp 20% nơi người ta kê khai và nộp thuế là tại địa phương họ. Thế thì cái việc này không khó để nộp thuế cho ở Quảng Bình, nộp ở đâu cũng đúng quy định pháp luật cả. Thế thì nếu như những cái doanh nghiệp đến đây đầu tư, họ đến đây mảnh đất này, họ sinh lời từ đây, họ có quan việc làm từ đây và ảnh hưởng môi trường tại đây, thì việc đạo lý thì họ phải có trách nhiệm tại đây trong vấn đề dự án đó. Thế thì những doanh nghiệp đó họ muốn nộp thuế tại đây thì họ thành lập một doanh nghiệp, thậm chí công ty con họ đây, để họ xây dựng dự án. Như vậy thì họ nộp thuế 10%, được khấu trừ thì ít nhất cũng còn lại 6-7% thay vì 2%. Và người ta nộp 20% sau khi doanh thu trừ chi phí. Thì đó là cũng rất là lớn, nguồn thu rất là đáng kể, mà đó là rất là phải đảo thôi. Thì tôi đề nghị trước lúc tỉnh cấp chủ trương đầu tư cho những doanh nghiệp đó, đồng viên họ và cơ quan thuế hướng dẫn họ để họ thành lập doanh nghiệp tại đây trong quá trình xây dựng để nộp thuế cho tỉnh, thay vì như là đến đây để xây dựng và về nộp thuế tại địa phương họ. Tôi xin nhắc lại, nộp thuế đâu cũng đúng quy định pháp luật, cũng ngân sách nhà nước cả. Nhưng nộp tại đây thì được thu ngân sách của tỉnh ta. Đó là vấn đề trong vấn đề thu đầu tư, trong nộp thuế. Và cũng đề nghị tỉnh và có cái chính sách, có cái ứng xử công bằng, phù hợp giữa cái doanh nghiệp nộp thuế tại đây theo phương pháp đó và doanh nghiệp không nộp thuế tại đây theo phương pháp đó. Và kiên quyết
là thu hồi những dự án không phải do điều kiện khách quan mà chậm tiến độ rất lâu, như vậy lãng phí tài nguyên mà không thu được nguồn ngân sách cho tỉnh. Còn một nội dung khác cũng liên quan đến việc thu ngân sách, ở đây liên quan đến cơ quan thuế, là liên quan đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Cái việc hoàn thuế giá trị gia tăng thì nhà nước đã có cái chủ trương và đã đưa vào luật để tạo điều kiện cho doanh nghiệp về vốn. Do vậy, nhà nước đã quy định rất cụ thể trong vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng. Trong trường hợp những hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau, thì theo cái thông tư chính chính năm 2016 của Bộ Tài chính, thì cơ quan thuế đến trụ sở người nộp thuế kiểm tra và có quyết định hoàn thuế không quá 40 ngày. Thì theo tôi, cơ quan thuế với cái tinh thần đến kiểm tra hoàn thuế là quy định của pháp luật, nhưng mới với cái ý thức rằng đây là trách nhiệm theo quy định và có ý thức để nộp thuế cho tỉnh, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, thì có thể rút ngắn không phải là gần đến 40 ngày và có thể là một tuần 10 ngày. Với cái ý thức đến kiểm tra không phải đến để gây khó khăn. Trong trường hợp đối với doanh nghiệp người ta đáng lẽ người ta được hoàn, ví dụ hàng nhập về tôi có dương 20 tỷ thì tôi nộp thuế. Nếu như là tôi hoàn 20 tỷ thì để tháng sau là tôi có số nộp. Nếu đổ ra tôi tiếp tục 20 tỷ thì đương nhiên là tôi được nộp 20 tỷ cho tỉnh. Còn nếu như cái việc mà hoàn thuế khó khăn, phiền hà, thậm chí rắc rối thì thôi tôi cũng chả hoàn nữa. Để tôi đợi sau là tôi khấu trừ luôn. Thì tỉnh là mất là cái nguồn thu của nộp thuế đấy. Thì liên quan đến vấn đề thuế thì tôi cũng đề nghị là tỉnh từ nay trở đi là không thưởng thuế nữa trong trường hợp vượt ngân sách kế hoạch được giao. Sở dĩ là như vậy, trước đây cái này phải cả 15 năm rồi đấy, tôi nhớ không nhầm, tỉnh đã có cái chính sách là thưởng bằng tiền và bằng khen cho những doanh nghiệp nộp vượt ngân sách được giao. Cái đấy thì cũng là có phát huy tác dụng nhưng không lớn, bởi vì nộp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ được pháp luật chế tài rất là, được gọi là rất khắc nghiệt. Anh không nộp thuế là cưỡng chế, phong tỏa tài khoản, rồi các chế tài khác vân vân. Trong trường hợp anh thưởng, thực chất bản chất là gì? Anh có doanh thu thì đương nhiên khấu trừ đầu vào anh nộp VAT. Anh có thu nhập thì doanh thu trừ chi phí thì anh phải nộp 20% thuế thu nhập doanh nghiệp. Thế cái đó là bắt buộc. Thế bây giờ mình thưởng tiền thì thực chất ra là tỉnh hỗ trợ cho những người giàu. Bởi vì những doanh nghiệp phát triển lời nhiều thì được nộp thuế nhiều. Nhưng giả sử tỉnh không thưởng thì doanh nghiệp đó có nộp không? Chắc chắn nộp. Không thể không nộp được. Mà thưởng nhiều sang nay nộp nhiều không? Không bao giờ doanh nghiệp vạc tiền nhà đi nộp ngoài quyết định pháp luật. Thì trong cái quyết định số 23 của Ủy ban tỉnh năm 2018 là bãi bỏ, tức là chấm dứt hiệu lực của quyết định số 17 năm 2017. Trong đó có điều 2 có nói rõ là chấm dứt toàn bộ hiệu lực của quyết định số 17 năm 2017 cho đến khi có quyết định thay thế. Nhưng theo tôi không có quyết định thay thế nữa. Và động viên những đơn vị nộp thuế là bằng khen, bằng giấy khen. Nếu không, về tinh thần như thế là tốt, đó những doanh nghiệp nộp nhiều, nộp đúng quyết định. Thế thì hôm nay trong buổi thảo luận với tư cách là doanh nghiệp, đại biểu Hội đồng Nhân dân, tôi nói lên những cái ý kiến
với tâm hiểu biết của doanh nghiệp gửi đến hội đồng. Rất là cảm ơn hội đồng đã lắng nghe. Xin cảm ơn. Cảm ơn đại biểu Nguyễn Việt Hải. Ý kiến của đại biểu Nguyễn Việt Hải thì nếu còn thời gian thì sẽ mời cơ quan thuế rồi và ban thi đua. Nhưng mà vì không còn thời gian cho nên cái này thì tôi đề nghị cơ quan thuế và ủy ban có cái nghiên cứu để có một cái chính sách phù hợp, vừa khuyến khích được doanh nghiệp thực hiện đúng cái luật ngân sách nhưng mà vừa cũng vừa đảm bảo cái quy định. Tiếp theo xin mời đại biểu Hoàng Xuân Vĩnh, và sau đại biểu Hoàng Xuân Vĩnh thì xin mời đại biểu Bùi Anh Tuấn, tổ đại biểu Minh Hóa. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị hội đồng. Trước hết, tôi nhất trí cao với báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2019, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và các báo cáo, các tờ trình trình trước kỳ họp. Tôi xin phát biểu về một số nội dung. Năm 2019, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tỉnh ta đã vượt qua những khó khăn thách thức để thu được nhiều kết quả quan trọng. Qua tiếp xúc cử tri thì đại đa số cử tri bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh thì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội được triển khai thực hiện quyết liệt, nhất là phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, đánh bạc, lô đề, tín dụng đen, buôn bán pháo nổ đã tạo được niềm tin trong nhân dân. Chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh, 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi, các hoạt động chào mừng 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, hoạt động ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với ngày hội văn hóa quân dân đã làm cho quân và dân Quảng Bình thấy tự hào, yêu mến, gắn bó với quê hương mình, tạo khí thế, động lực, cổ vũ mọi người chung tay góp sức cho sự phát triển của tỉnh nhà. Đặc biệt, thời gian qua, trong xã hội lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp, thể hiện thông qua trong thực hiện văn hóa giao thông, trong bảo vệ môi trường, ý thức vươn lên trong cuộc sống, như mô hình cổng trường an toàn giao thông, chống thất thoát nhựa, đặc biệt là nhiều người dân đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, tự lập làm ăn. Đấy là những biểu hiện thể hiện rõ nét cái chuyển biến tích cực ý thức của người dân và tạo sức cái lan tỏa trong xã hội. Tuy nhiên, cử tri vẫn thấy lo lắng băn khoăn trước một số vấn đề nổi lên trên địa bàn tỉnh, đó là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có thời điểm còn diễn biến phức tạp, các hoạt động tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, số người sử dụng ma túy còn tăng, tội phạm liên quan đến tín dụng đen vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Chúng ta cũng rất đau buồn khi còn nhiều người chết do tai nạn giao thông, do đi lao động ở nước ngoài, chết do đuối nước. Lợi dụng chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục và những bất cập trong quá trình thực hiện các nguồn thu đầu năm học, một số đối tượng đang ngày càng tìm cách can thiệp sâu hơn vào hoạt động của nhà trường, ngăn cản con em mình đến trường, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chính quyền lợi của con em mình. Các vụ phá rừng nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, có thể nói ngăn chặn được chỗ này thì xảy ra ở chỗ khác, kể cả những nơi được cho là bảo vệ nghiêm ngặt nhất như vùng lõi của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Tình trạng cháy rừng trên địa bàn, mặc dù cháy rừng do điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài, nhưng chủ yếu là do người dân còn thiếu ý thức, bất cẩn trong công tác bảo vệ phòng chống cháy rừng. Trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay xảy ra khoảng 25 vụ cháy rừng và thiệt hại hơn 190 hecta rừng, trong đó có cả rừng trồng và rừng tự nhiên. Tiến độ triển khai một số dự án trong của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ đã ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh và của từng địa phương. Ví dụ như dự án hệ thống thủy lợi Lào Nan là một dự án có ý nghĩa rất lớn trong phát triển kinh tế xã hội. Mục tiêu là tận dụng tối đa nguồn nước tự nhiên để giải quyết tình trạng thiếu nước hiện nay do tác động của biến đổi khí hậu dẫn đến lượng mưa thiếu hụt nghiêm trọng kéo dài, làm cạn kiệt nguồn nước, môi trường suy thoái, dịch bệnh gây ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân, trong khi nhu cầu sử dụng nước thì càng ngày tăng. Dự án hoàn thành sẽ cung cấp nước phục vụ sản xuất cho nông nghiệp và sinh hoạt của người dân 22 xã thuộc phường thuộc thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch. Lợi ích thì lớn như vậy,
nhưng vẫn còn một số người dân chưa đồng tình ủng hộ, cản trở làm triển khai chậm triển khai thực hiện dự án. Từ thực trạng tình hình trên, tôi đề nghị tỉnh cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, một là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội và đồng thuận trong việc triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà, mà trước mắt là thực hiện triển khai cái dự án thủy lợi Rào Nan. Kính thưa quý vị, trước đây cũng như ngày nay, khi xây dựng được một công trình thủy lợi trên quê hương mình thì đó là niềm tự hào phấn khởi của cả cái hương, của tất cả người dân, và nó đã thấm sâu vào trong cái tâm tư tình cảm trong người dân, trong xã hội, và đã tạo thành những cảm xúc để sáng tác những bài thơ, bài ca rất là hay, và đó là cái niềm tự hào rất là lớn. Kể cả trong những thời điểm chiến tranh ác liệt, chúng ta cũng phải tổ chức lực lượng, rồi cũng có những người đã hy sinh để bảo vệ những công trình thủy lợi, bảo vệ những nguồn nước. Nhưng trong điều kiện ngày nay, để xây dựng những công trình này phục vụ lợi ích lớn như thế thì không có nghĩa gì chúng ta không quyết tâm để làm. Chính vì vậy mà tôi đề nghị chúng ta cần tuyên truyền, vận động nhân dân để ủng hộ, để triển khai thực hiện. Có thể lúc đầu là người ta chưa hiểu, dân chưa hiểu, nhưng sau đó sẽ hiểu. Có thể có những người hiểu ít, rồi sau đó hiểu nhiều, hiểu chưa đầy đủ, rồi sẽ hiểu đầy đủ. Và như thế sẽ có ủng hộ để chúng ta làm. Và như thế là coi như không nghe theo một số cái xúi dục của kẻ xấu để ủng hộ những chung trị, cái chủ trương của tỉnh và mang lại lợi ích của nhiều người. Xin trân trọng, xin báo cáo như vậy. Cùng với đó thì chúng ta đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích làm sao để lan tỏa các mô hình mà được có những hình ảnh đẹp như vừa rồi. Tôi lấy ví dụ như cổng trường an toàn giao thông, thì đây là một cái hoạt động giáo dục ý nghĩa rất lớn cho học sinh và các bậc phụ huynh. Nét đẹp văn hóa này nó cần phải được lan tỏa trong xã hội. Và từ cái chỗ cổng trường thì chúng ta có thể đến cổng chợ, rồi các cái khu vui chơi giải trí, rồi các nơi khác. Rồi từ những hình ảnh là đẹp như thế thì dần dần tôi nghĩ là ý thức của người dân nâng lên, thì sẽ không còn những hình ảnh là bố mẹ thì đi xe máy đội mũ bảo hiểm nhưng mà chở con thì con lại không đội mũ bảo hiểm chẳng hạn. Như vậy thì đó là những cái mà cần được lan tỏa ra. Đấy. Rồi là cái phong trào chống thất loại nhựa, đây là nhằm giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm tổ chức cá nhân trên địa bàn về cái tác hại, nguy cơ của cái chất thải nhựa túi ni lông. Những việc làm nhỏ này nhưng mà nhiều người làm thì nó sẽ thấy ai cũng có ý thức. Từ chỗ những ý thức nhỏ này thì nó nhân dân sẽ có những ý thức lớn, và như vậy chúng ta sẽ có một cái môi trường sạch. Thì bởi vậy nhưng mà tỉnh cũng cần phải có những chủ trương, có những chính sách để làm sao khuyến khích, để nhân rộng và là những cái mô hình này. Vấn đề nữa là cần tập trung chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trong dịp lễ Tết, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mại dâm, đánh bạc, lô đề, tín dụng đen và buôn bán pháo nổ, sử dụng pháo nổ. Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành, nhưng mà phải kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật gây mất ổn định tình hình trên địa bàn. Chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ phòng chống cháy rừng, phòng chống cháy nổ, triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần quyết liệt hơn nữa. Vừa qua chúng ta đã xử lý nghiêm những vụ chặt phá rừng, nhưng mà cái việc mà để cháy rừng ấy, thì xử lý trước em phát hiện để xử lý thiệt hại rất lớn, báo cáo là quý vị đại biểu quý vị đông như vậy. Đấy. Thì vấn đề này ấy, thì ngoài vấn đề xử lý nghiêm từ những vấn đề chặt phá thì những cái trường hợp mà để cháy rừng là cũng phải xử lý, điều tra và xử lý nghiêm túc để ngăn ngừa cái hiện tượng này. Thời tiết bữa nay càng ngày càng nắng nóng, khô hạn càng kéo dài thì rõ ràng thì việc phòng chống cháy rừng là càng đặt ra vấn đề rất quan trọng. Nội dung thứ hai tôi muốn đề cập đó là cái tình hình kinh tế đời sống của đồng bào dân tộc, đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Thời gian qua thì được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp, tình hình kinh tế đời sống chính trị vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu vùng xa, các tuyến biên giới của tỉnh đã có sự nâng lên rõ rệt. Tâm trạng nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Nhiều hộ dân ngày càng có ý thức nỗ lực khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế, giảm nghèo và tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đời sống đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa, các tuyến biên giới vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, thông tin liên lạc chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Việc đầu tư phát triển kinh tế
hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng còn hạn chế do các nguồn lực, nhất là nguồn lực tại chỗ còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số đang còn thiếu đất sản xuất, rồi là đất ở, rồi nước sinh hoạt. Trong khi đó là cái việc hỗ trợ nước sinh hoạt, rồi bố trí đất sản xuất, hỗ trợ cải tạo đất, chuyển đổi ngành nghề, chuyển đổi nghề còn nhiều bất cập. Đời sống của đồng bào tuy được cải thiện nhưng thu nhập còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo của dân tộc thiểu số chiếm đến 24,79% so với tổng số hộ nghèo của toàn tỉnh. Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn xảy ra. Từ thực trạng đó, tôi đề nghị tỉnh cần chỉ đạo các địa phương, các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa, cần có những giải pháp cụ thể, hiệu quả, thực hiện quyết liệt hơn nữa trong chính sách đối với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa và các tuyến biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó là cần tập trung tranh thủ, vận động, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội, điều chỉnh định mức hỗ trợ đối với các chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt, phân tán, hỗ trợ chuyển đổi để đảm bảo chuyển đổi nghề, để đảm bảo giải quyết được nhu cầu về đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ nghèo. Tranh thủ và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương, huy động các nguồn lực xã hội, đầu tư từ nguồn ngân sách, ra soát kết quả chương trình thực hiện các dự án cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số như thực hiện quyết định 775 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định 2058, 2085 và quyết định 2086, 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 và quyết định về phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc thiểu số ít người giai đoạn 2016-2025, quyết định số 498-2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc giai đoạn 2015-2020 để chúng ta có cái đánh giá một cách cụ thể, nhất là có những vấn đề vướng mắc bất cập để có cái sự tập trung chỉ đạo để khắc phục những khó khăn để làm sao nâng cao hiệu quả thực hiện này, và cũng là cơ sở để chúng ta triển khai thực hiện như vậy là cái đề án mà được Quốc hội thông qua về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Để nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách thì cần chuyển đổi mạnh mẽ chính sách hỗ trợ trực tiếp sang như vậy là chính sách để tạo cơ hội cho đồng bào tự vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống. Trong đó tập trung nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả ở các địa phương gắn với xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, bảo đảm các hiệp phát triển kinh tế, chính sách tín dụng gắn với việc tạo việc làm, dạy nghề, gắn với nhu cầu việc làm, từ đó bảo đảm tính hiệu quả, bền vững trong quá trình thực hiện. Chuyển đổi cơ cấu dây trồng phù hợp, tổ chức lại sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, hỗ trợ đồng bào phát huy được lợi thế trong thực hiện chiến tranh phát triển kinh tế gò đồi, kinh tế vườn rừng, phát triển chăn nuôi, trồng trọt, phát triển cả nhân rộng các cái mô hình du lịch cộng đồng tại những thôn bản có đủ điều kiện gắn với xây dựng nông thôn mới và tạo điều kiện đưa đồng bào đi lao động có thời hạn ở nước ngoài để tăng thu nhập và nâng cao đời sống. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người nghèo thay đổi thói quen trông chờ, khơi dậy ý thức chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân mà chúng ta đã làm như vừa rồi ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, một số địa phương đã làm tốt việc này thì đề nghị chúng ta tiếp tục có cái sự phát huy để làm sao là không còn có cái hiện tượng mà coi như là quyết tâm làm sao để coi như là khi bình xét là đạt được cái hộ nghèo mà như vừa rồi đã có cái như vừa rồi đã ở một số địa phương. Thì đến đây một số ý kiến tôi xin được phát biểu trước hội đồng, xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe, xin cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu Hoàng Xuân Vĩnh. Tiếp theo xin mời đại biểu Trần Anh Tuấn. Sau đại biểu Trần Anh Tuấn, xin mời đại biểu Trương An Ninh, tổ đại biểu Ba Đồn. Trần Anh Tuấn này. Xin kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kính thưa các vị đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, về báo cáo đánh giá tình hình kinh tế, thực hiện kinh tế xã hội năm 2019 đã khẳng định toàn tỉnh trong năm 2019 đạt được 19/21 chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh,
đã đạt và vượt cái kế hoạch đề ra. Đó là cái kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh ủy, của Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận khắc phục mọi khó khăn của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng đạt 7,4%, hoạt động du lịch và công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống của nhân dân được nâng lên. Tôi hoàn toàn nhất trí với các nhận định và đánh giá về những khó khăn thách thức trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019 như thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra nhưng còn thiếu bền vững, nợ đóng thuế còn cao, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến nhưng còn chậm, giáo dục đào tạo còn một số bất cập, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung của cả nước. Được sự cho phép của chủ tọa kỳ họp, tôi xin phép được báo cáo thêm những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 như sau. Thứ nhất, đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, huyện Minh Hóa đến nay còn 51 trường học, trong năm đã giảm 2 trường do sáp nhập theo đề án 981 của Ủy ban Nhân tỉnh. Và toàn huyện thì có 38 trường, có nhiều điểm lẻ, có từ 1 đến 10 điểm lẻ, và tổng cộng toàn huyện là có 86 điểm lẻ, bình quân thì mỗi trường là có 2 điểm lẻ. Toàn huyện thì có 613 lớp, trong đó có 75 lớp ghép, và bình quân thì mỗi trường có được 12 lớp. Và đã thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo đúng quy định, thì từ năm 2016 biên chế được giao là 1410, mà hiện nay biên chế năm 2019 thì giao là 1356 biên chế cho ngành giáo dục. Và hiện nay toàn huyện thì đang thực hiện hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế là 28 giáo viên. Thế những khó khăn đối với ngành giáo dục tại thời điểm hiện nay, thứ nhất thì huyện đang thực hiện chủ trương để tuyển đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 theo chủ trương của Trung ương và tỉnh, nhưng để xác định được đối tượng để tuyển đặc cách thì còn nhiều bất cập. Cái thứ nhất, có nhiều giáo viên hợp đồng trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 tại các trường trên địa bàn huyện và hiện nay cũng đang làm giảng dạy tại các trường trên địa bàn huyện và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nhưng mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì không liên tục. Thứ hai, đó là có những giáo viên cũng hợp đồng lao động trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 tại các trường ở các huyện khác trên địa bàn tỉnh mà hiện nay thì đang hợp đồng và cũng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các trường trên địa bàn huyện. Thì theo quy định thì những hai cái đối tượng này thì chưa được xem xét để là đưa vào tuyển dụng. Do đó đề nghị thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên hợp đồng và xử lý những tồn đọng trong việc hợp đồng giáo viên trong chỉ tiêu biên chế tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, thì đề nghị tỉnh xem xét hướng dẫn để thống nhất thực hiện. Thứ nhất, có thể là cho phép cộng dồn thời gian bảo hiểm xã hội bắt buộc theo nghị định 161 năm 2018 và đề nghị xem xét phương án tuyển chung trên địa bàn toàn tỉnh đối với các giáo viên đặc cách để xử lý cái việc là giáo viên hợp đồng trên địa bàn. Thứ hai, thực hiện chủ trương về chấm dứt hợp đồng lao động đối với các vị trí xác định làm chuyên môn nghiệp vụ đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 là không có giáo viên hợp đồng làm công tác giảng dạy tại các trường. Hiện nay huyện đang xây dựng kế hoạch để báo cáo về Sở Nội vụ phê duyệt để tuyển dụng. Nhưng trên địa bàn huyện có thực tế là đội ngũ giáo viên nghỉ chế độ thai sản nhiều, đến tại thời điểm hiện nay là có 43 giáo viên. Và đến hết năm học này thì có thêm 9 giáo viên nghỉ hưu. Và số giáo viên trong có khả năng nghỉ sinh trong thời gian tới nữa là 150 giáo viên trên tổng số là 775 giáo viên nữ trên địa bàn toàn huyện. Với định mức giáo biên chế hiện nay là 1,8 giáo viên trên lớp đối với trung học cơ sở và 1,4 giáo viên trên lớp đối với trường tiểu học, thì trừ các giáo viên dạy các môn chuyên biệt thì sẽ không có người dạy thay cho các môn văn hóa và giáo viên chính môn đường lớp ở trường tiểu học. Bởi vì quy mô trường lớp của trên địa bàn huyện Minh Hóa có đặc thù riêng, trường trung học cơ sở có những trường là có được 5 lớp và trường tiểu học thì có trường là được 8 đến 10 lớp. Nhân về cái định mức biên chế giáo viên trên một lớp thì rất là khó khăn cho cả cái trường này.
Do đó, đề nghị tỉnh xem xét và hướng dẫn để khắc phục những cái khó khăn cho các cái trường trên địa bàn của huyện, có thể là giao cho hiệu trưởng cái quyền tự chủ. Khi mà có giáo viên nghỉ sinh hoặc là nghỉ hưu thì cho phép trong một thời điểm nào đó trong năm học thì họ kịp thời để có cái xử lý. Chứ còn cái chỉ tiêu biên chế trong được giáo thì không đủ để mà bố trí giáo viên dạy thay. Thứ hai, về công tác giảm nghèo, huyện đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn các xã thị trấn để mạnh công tác tuyên truyền về ý thức vươn lên thoát nghèo, kiên quyết loại bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại, phấn đấu để được vào hộ nghèo, hộ cận nghèo, luân phiên vào hộ nghèo, và loại bỏ tình trạng nể nang dòng họ tách hộ ghép khẩu để được hưởng chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, và xem xét đưa ra khỏi hộ nghèo những hộ gia đình trẻ có nhân lực, có sức lao động nhưng không tự giác để vươn lên thoát nghèo. Cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã thực hiện nhiều giải pháp, nhiều biện pháp có hiệu quả, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo tích cực tăng gia sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Kết quả đến cuối năm 2019, toàn huyện có 2.508 hộ nghèo, trong đó có 426 hộ là hưởng chính sách bảo trợ xã hội, và trong năm 2019 huyện giảm được 826 hộ với tỷ lệ là 6,38%. Trong năm 2019, trên địa bàn huyện là có 25 hộ làm đơn tự nguyện xin thoát nghèo, trong đó có 12 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là năm đầu tiên người dân tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo trên địa bàn huyện, và có thể thấy được cái lớn nhất trong công tác giảm nghèo là không chỉ nâng cao đời sống vật chất cho người nghèo mà còn làm thay đổi nhận thức của các hộ gia đình nghèo. Những tấm gương tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo sẽ là động lực cho các hộ nghèo khác để vươn lên, dần dần xóa bỏ tâm lý trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước và của cộng đồng. Về hạn chế trong cái lĩnh vực giảm nghèo, thì với cái nguồn lực giảm nghèo được nhà nước hỗ trợ đầy đủ, cộng đồng xã hội đặc biệt quan tâm, nhưng công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện vẫn chưa bền vững và tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nguy cơ tái nghèo thì còn lớn. Về chính sách giảm nghèo vẫn chưa thực sự phù hợp với đặc thù điều kiện của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ cho không như tiền điện, tiền dầu, hỗ trợ muối, gạo cứu đói, vân vân, thì được các hộ nghèo đón nhận, còn các chính sách hỗ trợ đầu tư tạo sinh kế lại không có hiệu quả, vì quy trình thực hiện các chính sách đều giống nhau ở các địa bàn, do đó tạo bất cập nhiều hơn là hiệu quả đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở trên địa bàn huyện. Cái thứ ba là trách nhiệm của người nghèo trong công tác giảm nghèo còn hạn chế, có một số hộ nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng, và tâm lý thụ động để nhận hỗ trợ vẫn còn xảy ra. Do đó, tôi đề nghị tỉnh cần nghiên cứu và ban hành các giải pháp để thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới, đặc biệt quy định cụ thể về cách thức tổ chức thực hiện cho phù hợp với đặc thù của từng vùng, từng đối tượng ở vùng biên giới rẻo cao. Xin trân trọng cảm ơn chủ tọa kỳ họp và cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Cảm ơn đại biểu Bùi Anh Tuấn. Tiếp theo xin mời đại biểu Trương An Ninh, tổ đại biểu Ba Đồn, và sau đại biểu Trương An Ninh thì xin mời đại biểu Phan Trần Nam, tổ đại biểu Quảng Ninh. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu, thì báo cáo về kỳ họp thì tôi xin có một số ý kiến ngắn gọn thế này. Cái thứ nhất là về cái tỷ lệ sửa đổi phân chia nguồn thu sử dụng đất. Thì báo cáo với các vị, báo cáo hội đồng là đối với cái thị xã Ba Đồn thì hiện nay theo nghị quyết 10 thì các phương tỷ lệ phân chia nguồn thu của các phương thì thị xã chỉ được hưởng 10% và các phương là 60%. Thì tôi lấy ví dụ như phường Quảng Phong vừa rồi đấu giá là được 354 tỷ, thì trong đó trừ phần hạ tầng khoảng 104 còn 250 tỷ, thì phần thị xã chỉ được hưởng 10% là 25 tỷ, còn lại cái phần quỹ đất và tỉnh 30% thì 75 tỷ, và cái phần của phương là 150 tỷ. Thì cái bất cập ở cái chỗ này thì có cái nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất cho cả cái xã khó khăn của trên địa bàn, đặc biệt vùng Nam thì rất là khó khăn trong cái điều tiết cái nguồn thu của tỉnh. Vì vậy thì đến trong cái kỳ họp này thì dự thảo nghị quyết điều chỉnh cái tỷ lệ phân chia nguồn thu cho thị xã là khoảng từ 10% lên 30%,
Thì ví dụ như vậy thì được từ 25 tỷ lên là khoảng 75 tỷ. Thì tôi thấy như thế cũng phù hợp. Nhưng mà trong cái đề xuất của thị xã thì đề nghị điều chỉnh cả 5 phường trừ cái phường Ba Đồn thì giữ nguyên vẫn 40 và 20. Thế nhưng mà còn cả phường khác là kể cả thì cái số liệu và cái dự toán của ngân sách của thị xã thì đã dự kiến là đề xuất theo cái phương án là cả 5 phường. Nhưng trong cái vấn đề nghị dự thảo nghị quyết chỉ có nêu 2 phường là Quảng Thọ và Quảng Phong. Thì tôi thấy cái chỗ này đề nghị các cơ quan tham mưu có cái nghiên cứu để giúp cho thị xã điều tiết cả 5 phường mà nó đảm bảo cái công bằng giữa các phường. Chứ cái phường thì điều tiết nhiều, phường điều tiết ít thì nó sẽ có cái công bằng ở chỗ này. Thì đấy là cái ý thứ nhất là về cái tỷ lệ điều tiết phần nguồn thu. Thì đề nghị các cơ quan tham mưu và ủy ban có cái tạo điều kiện cho thị xã trong cái vấn đề điều tiết cả 5 phường. Trong cái dự thảo thì chỉ có 2 phường. Cái vấn đề thứ hai nó liên quan đến cái nghị quyết, đó là cái tiền thuê đất. Báo cáo về hội đồng là tôi thấy cái phần tiền thuê đất trong cái điều chỉnh là tiền thuê đất thì tỉnh 50, huyện 50. Nhưng mà trong đó có một cái ý là các tiền thuê đất đối với các dự án sắp xếp lại rồi xử lý tài sản công thì tỉnh hưởng 100%. Thì tôi thấy cái chỗ này cũng đề nghị hội đồng cũng làm rõ cái ý này. Nếu mà các cái dự án sắp xếp lại theo đấu giá theo 167 mà tỉnh hưởng 100% thì cũng cái vấn này cũng rất thiệt thòi cho cả cái huyện. Thì tôi hiểu như vậy. Nếu một cái dự án ở phương Quảng, một cái địa bàn nào đó của một xã chẳng hạn, của Ba Đôn chẳng hạn, đấu giá mà nó khoảng được khoảng 100 tỷ thì là ít nhất cũng phải điều tiết cho thị xã, cho huyện một ít, ví dụ thế. Hoặc ở địa bàn Quảng Ninh hoặc Lê Thủy cũng thế. Thì tôi nghĩ là cái này tỉnh hưởng 100% thì tôi thấy là ví dụ đấy, là tôi nói ví dụ thế thôi. Bây giờ có dự án, bây giờ đấu giá tiền thuê đất trả một lần, có dự án khoảng 300-400 tỷ, 500 tỷ, thì bây giờ thế nào đấy? Thì tôi thấy cái chỗ này nó liên quan đến cái vấn đề thông qua nghị quyết. Thì tôi cũng xin phát biểu ngay trong cái phiên thảo luận để các cơ quan tham mưu có cái nghiên cứu. Nếu mà thông qua phát biểu khi mà thông qua phiên nghị quyết ấy, thì nó mất thời gian của kỳ họp. Thì tôi xin mạnh dạn phát biểu như vậy. Và trong cái phần liên quan đến cái phần phân bổ dự toán thì có một cái mục kinh phí là kinh phí trung ương hỗ trợ thiếu nguồn 136 tỷ. Thì tôi thấy không, cái chỗ này từ sau năm nào cũng để một cái mục là trung ương hỗ trợ thiếu nguồn 136 tỷ. Mà cái này ban trong cái thẩm tra của ban tỉnh ngân sách cũng nói rất rõ là từ cả cái năm trước là tôi thấy đã phân bổ thì nó phải là chẳng hạn như chương trình mục tiêu cho nông thôn mới hoặc giao thông hoặc thủy lợi, giáo dục, y tế. Nhưng mà đây là mình phân bổ, nhưng mà lại mình ghi nguồn là kinh phí trung ương hỗ trợ. Thì để cái nguồn nào thì nó phải nằm trong cái dự toán thu. Chẳng hạn thu tiền sử dụng đất, thu tiền ngân sách tập trung, thu tiền là cái nguồn vốn đó là như thế nào. Đấy, thì chỗ này tôi xin có một ý kiến ngắn gọn như vậy. Xin hết. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu Trương An Ninh. Về ý kiến phát biểu của đại biểu Trương An Ninh thì như trong kỳ họp này chúng ta hội đồng sẽ dự kiến sẽ ban hành 20 nghị quyết, nhưng mà trong đó thì có đến 6 nghị quyết nó liên quan đến các cái chế độ chính sách, các cái quy định. Đây là những nghị quyết quy phạm pháp luật mà đòi hỏi là phải có cái sự nó tác động lên nhiều đối tượng và nhiều cái cơ quan, cho nên là đề nghị cần phải có cái tập trung thảo luận của các đại biểu và trong người gợi ý thì một số cái nội dung cần phải tập trung. Vì vậy cho nên là ngoài ý kiến của đại biểu Trương An Ninh, nếu các đề nghị các đại biểu là tiếp tục nghiên cứu, nếu không có thời gian thảo luận thì gửi ý kiến tham gia thảo luận hoặc là ý kiến cho chủ tọa kỳ họp để cùng phối hợp với ban cái tiếng ngân sách để có thể là trao đổi để thống nhất lại làm sao để khi mà cái ban hành nghị quyết thì chúng ta phải tạo được cái sự thống nhất và nghị quyết ban hành là phù hợp. Cảm ơn đại biểu Trương An Ninh. Xin mời đại biểu Phan Trần Nam. Sau đại biểu Phan Trần Nam xin mời đại biểu Đoàn Lương Huệ, tổ đại biểu Quảng Trạch. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu. Trước hết tôi cơ bản đồng tình với các báo cáo và tờ trình trên tại kỳ họp. Tôi xin tham gia thêm một số ý kiến về hai cái lĩnh vực. Thứ nhất là về giáo dục đào tạo. Thì thực hiện đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh
mạng lưới trường lớp đã được sắp xếp lại phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Việc đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học được triển khai bước đầu có hiệu quả và tích cực chuẩn bị cho chương trình đổi mới sách giáo khoa. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm và chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực. Và cái điểm nổi lên trong năm nay thì chúng tôi thấy là cái điểm thi trung bình chung của trung học phổ thông của tỉnh ta năm nay là tăng cái thứ hạng so với năm học trước, tức là cái điểm cũng tăng lên và cái thứ hạng cũng được tăng lên. Thì đây là cái thể hiện cái sự tích cực của ngành giáo dục đào tạo. Tuy nhiên là trong giáo dục đào tạo thì tôi nhất trí với các cái hạn chế bất cập mà báo cáo đã đề cập. Ở đây tôi xin trao đổi một cái vấn đề đang bất cập mà chúng tôi thấy cần phải quan tâm, có cái chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới. Đó là vấn đề phân luồng và tuyển sinh vào lớp 10 của bậc trung học phổ thông. Thì báo cáo với hội đồng thì vừa rồi qua cái giám sát thì chúng tôi thấy là cái chỉ tiêu phân luồng của tỉnh đã so với cái đề án của chính phủ thì đang rất thấp. Tức là đề án của chính phủ thì quy định là 30% mà chúng ta trong kế hoạch của chúng ta thì chỉ 15% thôi. Nhưng mà trong năm học vừa rồi đây thì chúng ta phân luồng cũng đạt rất thấp. Cái lý do cơ bản là do chúng ta tuyển sinh vào lớp 10 quá cao, tỷ lệ quá cao. Tức là cái tỷ lệ tuyển sinh của chúng ta là chúng ta đề ra là phân luồng là 15%, nhưng mà trong cái kế hoạch giáo chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường á là đã đạt trên 91% tổng số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở rồi. Do đó là cái phân luồng học sinh cũng có nữa. Một số địa bàn là gần như không tuyển được học sinh ở các trung tâm giáo dục thường xuyên. Cái tình trạng này gây ra một cái bất cập là ở các trường trung học phổ thông thì bố trí số học sinh đến lớp rất đông, tức là ở mức tối đa theo quy định của Bộ Giáo dục, và đông so với cái phòng học, tức là quy định phòng học là một học sinh như vậy là bao nhiêu mét vuông đây, nhưng mà chúng ta là bố trí quá đông, cho nên cơ sở vật chất không đáp ứng, rồi là phương pháp đổi mới phương pháp dạy học là rất khó khăn, và nhất là áp lực để bố trí giáo viên đứng lớp. Hiện nay các trường phổ thông rất là căng cái điều này. Do và một cái ý nữa là cái tinh giản giáo viên trong cái bậc trung học phổ thông chúng ta không giảm được, bởi vì do tăng lớp cho nên tăng học sinh cho nên là phải bố trí giáo viên. Trong khi đó là ở các trung tâm dạy nghề cấp huyện và các trường nghề của chúng ta thì lại không tuyển được học sinh. Báo cáo với quý vị là năm nay có một số trung tâm nó không tuyển được học sinh đó, như Minh Hóa, và một số trung tâm ở Bố Trạch, Quảng Ninh, Tuyên Hóa thì tuyển chưa được một lớp. Trong khi cả một cái đồ cơ sở vật chất rất là hùng hậu, khi chúng ta sắp nhập ba cái trung tâm dạy nghề ở cấp huyện mà không tuyển được học sinh, gây ra lãng phí vật chất. Thì vấn đề này là chúng tôi đề nghị là trong cái năm học tới là cần phải có cái điều chỉnh về cái hạ cái tỷ lệ tuyển sinh, bởi vì là ngành giáo dục thì đáng kêu là do bố trí học sinh trên lớp quá cao và định mức giáo viên trên lớp là chúng ta bố trí thấp hơn cái mức quy định của Bộ Giáo dục, cho nên cái chất lượng giáo dục giảm, thì chúng ta lại cứ tuyển vào rất đông. Cho nên chúng tôi đề nghị là cái này cần phải điều chỉnh lại và giảm tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 để bố trí học sinh trên lớp giảm xuống khoảng 40% theo cái mức bình quân chung của các tỉnh Bắc Trung Bộ, và là định mức giáo viên chúng ta bố trí ở mức theo quy định của Bộ Giáo dục. Thì cái này cũng cần phải có một cái chỉ đạo là trong cái vấn đề phân luồng và tuyển sinh vào lớp 10. Thứ hai về lĩnh vực y tế thì lần này thì Ủy ban tỉnh có trình Hội đồng nhân dân tỉnh cái nghị quyết về điều chỉnh cái mức giá khám chữa bệnh đối với những người là không có thẻ bảo hiểm y tế ở trên địa bàn tỉnh. Thì vấn đề này thì đây là một cái điều chỉnh về cơ cấu cái phần tăng lương theo quy định của chính phủ vào cái giá dịch vụ khám chữa bệnh, cho nên không thay đổi cái cơ cấu, tức là cái mức lương thôi. Tức là từ đây là chúng ta hiện nay chúng ta đang tính đơn giá là 1.150.000 và tăng lên là 1.490.000 theo cái cơ cấu giá này tính vào cái chi phí giá dịch vụ khám chữa bệnh. Và cho nên nó không làm thay đổi về cơ cấu giá dịch vụ khám chữa bệnh. Và cái mức độ ảnh hưởng của nó thì chủ yếu là ảnh hưởng đối với 10% số người chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Mà qua khảo sát của ngành y tế và ủy ban tỉnh thì cái đối tượng này chủ yếu là không tập trung vào đối tượng hộ nghèo này, để hộ gia đình đặc biệt khó khăn này, để hộ gia đình chính sách, thì các đối tượng này đã có nhà nước bảo đảm thẻ bảo hiểm y tế cho nên không ảnh hưởng. Tuy nhiên là chúng tôi thấy có một điều hết sức quan tâm, tăng giá nhưng mà để làm sao là bảo đảm quyền lợi của người dân khi đi khám chữa bệnh ở các bệnh viện của mình. Qua thực tế thì chúng ta thấy là hiện nay là các bệnh viện cấp huyện ở tỉnh ta thì đã được công nhận là bệnh viện hạng 2.
bệnh hiện nay. Và hiện nay trong cái đơn giá mà mức thu này thì chúng ta trong cái phụ lục mà ủy ban tỉnh tin hội đồng đấy thì cả bệnh viện cũng đang thu với mức giá hàng hai. Tuy nhiên là so với tiêu chuẩn tiêu chí bệnh viện hàng hai mà theo cái quy chế bệnh viện của Bộ Y tế công bố thì chúng ta một số bệnh viện và rất nhiều bệnh viện còn nhiều tiêu chí chưa đạt. Do đó là tức là cái mức giá thì thu rất cao nhưng mà cái tiêu chí tiêu chuẩn cung cấp cái dịch vụ này là chưa đạt, chưa bảo đảm. Tôi lấy ví dụ như quy định bệnh viện hàng hai thì phải có từ 35 khoa phòng trong đó. Nhưng mà ở chúng ta là chúng tôi đi khảo sát một số bệnh viện này chỉ có 17 đến 19 khoa phòng thôi. Rất thấp, tức là chứng tỏ là về cơ cấu, về những nguồn nhân lực và về định mức điền biên chế trên nhân văn cũng chưa bảo đảm. Ví dụ là theo quy thông tư 08 của Bộ Y tế thì bệnh viện hàng hai thì định mức biên chế trên nhân văn là 1,25, nhưng mà chúng ta bây giờ cơ cấu là chưa đạt cần dưới của bệnh viện hàng ba. Như vậy là về nhân lực cũng chưa bảo đảm, chưa nói về tiêu chí khác nữa. Cho nên chúng tôi cũng rất mong là cần phải có một cơ chế để hỗ trợ các bệnh viện trong vấn đề là bảo đảm các tiêu chuẩn này. Trước hết là về tiêu chuẩn về cơ sở vật chất thì chúng tôi đồng ý là trong thực hiện lộ trình về tự chủ của các bệnh viện thì trong tới đây chúng ta sẽ có một số bệnh viện sẽ tự chủ 100% và một số bệnh viện là tự chủ khoảng 70% theo cái mức độ bảo đảm nguồn thu các đơn vị. Thì chúng tôi đề nghị là trong cái phần cắt giảm chi thường xuyên của các bệnh viện về chi thường xuyên thì đề nghị là Sở Tài chính cũng tham mưu Ủy ban tỉnh cân đối để bố trí trở lại hỗ trợ cho các bệnh viện trong vấn đề mua sắm trang thiết bị và cơ sở vật chất để các bệnh viện được hỗ trợ về cơ sở vật chất, bởi vì hiện nay các bệnh viện này mới bảo đảm tự chủ chi thường xuyên chưa tự chủ chi đầu tư, cho nên trách nhiệm nhà nước là phải có trách nhiệm hỗ trợ. Ý thứ nhất. Ý thứ hai chúng tôi đề nghị là cần phải có cái cơ chế để tạo điều kiện cho các bệnh viện trong vấn đề liên danh liên kết hợp tác đầu tư. Bởi vì hiện nay chúng tôi thấy một số mô hình như ở bệnh viện Đồng Hới và một số bệnh viện khác đã có cái liên danh liên kết trong vấn đề là đầu tư cơ sở vật chất ở trong các mua sắm trang bị thiết bị ở trong các cơ sở công lập. Thì cái này cũng cần phải có cái chế thoáng hơn để cho các bệnh viện chủ động. Vì hiện nay chúng ta cái này cùng các bệnh viện đang vướng chỗ này. Vấn đề thứ hai về nhân lực thì chúng tôi qua khảo sát thì thấy là hiện nay cũng vướng một vài cái văn bản của Trung ương và cái quy định của chúng ta là nó làm cho khó khăn trong bệnh viện. Thì chúng tôi đề nghị là trong vấn đề là cùng với giáo tự chủ về tài chính thì cũng cần phải xem xét để giáo tự chủ về biên chế. Tức là các bệnh viện được quyền quyết định tuyển dụng biên chế trong phần mà cái số biên chế mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì phải giao cho các bệnh viện chủ động. Chứ chúng ta gò cái này nữa thì chúng tôi thấy là rất khó cho các bệnh viện. Hiện nay cần bác sĩ, tôi lấy ví dụ với một số bệnh viện đề xuất là bác sĩ thì đến khi là họ tháng 6, tháng 7, tháng 8 là họ ra trường thì cần phải hợp đồng ngay, có hợp đồng ngay, nhưng mà lại không được, bởi vì do vướng là không được hợp đồng cả cái chức danh mà thuộc chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập, cho nên hợp đồng được thì họ phải chạy đi miền Nam, vào Đà Nẵng, vào Thành phố Hồ Chí Minh để có cái chỗ để hợp đồng. Cho nên đây cũng bất cập, thì chúng tôi đề nghị nên xem xét ra soát lại và cần có cơ chế để gắn với tự chủ với tài chính thì về nhân sự cũng tạo điều kiện cho các bệnh viện được tự chủ. Thì có lẽ là tôi xin tham gia một vài kiến như vậy, xin hết, xin cảm ơn hội đồng. Cảm ơn đại biểu Phan Trần Nam. Xin mời tiếp theo là phần đại biểu Đoàn Lương Khuê. Sau đại biểu Đoàn Lương Khuê, xin mời đại biểu Dương Thị Chanh, tổ đại biểu Lê Thủy. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri theo dõi kỳ họp. Trước hết thì tôi hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại kỳ họp, và nhất là báo cáo của Ủy ban nhân tỉnh về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về tình hình kinh tế xã hội năm 2019 và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu bảo đảm thực hiện kế hoạch năm 2020. Được sự cho phép của chủ tọa kỳ họp thì qua ý kiến của cử tri tại cả cái buổi tiếp xúc của hội đồng thì tôi xin đề xuất một số nội dung về thực trạng và giải pháp cụ thể tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 và những cái năm tới như sau. Kính thưa quý vị đại biểu, về những cái kết quả nổi bật đạt được thì trong tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2010-2020 và năm 2019, thì Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh cũng đã đánh giá là trong điều kiện một tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đã huy động có hiệu quả các nguồn lực của các doanh nghiệp, thành phần kinh tế, vận động người dân hiến đất, hiến tài sản, đóng góp ngoài công, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nên phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã thực sự trở thành phong trào ý nghĩa, có sức lan tỏa sâu rộng, được người dân đồng thuận hưởng ứng cao. Do vậy, đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 52,9%. Số xã và số tiêu chí bình quân trên xã là 15,5% tiêu chí, tăng 11,9% tiêu chí trên một xã so với trước khi triển khai. Có 4 xã đã phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, 3 xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời đã có 11 vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn. Những kết quả trên đã đem lại sự khởi sắc cho vùng nông thôn mới của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì quá trình xây dựng nông thôn mới còn bộc lộ một số bất cập và hạn chế như sau. Đáng chú ý là công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của một số địa phương chưa quyết liệt, nhiều nơi còn nặng về xây dựng cơ sở hạ tầng mà chưa chú trọng đến các tiêu chí phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Thứ hai là chất lượng của một số địa phương đạt chuẩn chưa cao, còn chạy theo thành tích. Cá biệt có nơi đạt chuẩn nhưng có không ít tiêu chí lại không hơn số địa phương chưa đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí về môi trường, về việc làm, về an ninh trật tự, vân vân. Trong sản xuất nông nghiệp thì một số nơi còn manh mún nhỏ lẻ, chưa có nhiều sản phẩm hàng hóa chủ lực mang tính truyền thống, đặc trưng của tỉnh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị còn gặp nhiều khó khăn. Việc xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, hỗ trợ thị trường còn hạn chế. Do vậy, chưa khắc phục được tình trạng được mùa mất giá trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Thứ ba, trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở một số nơi, thời gian đầu thường tập trung vào những xã có điều kiện dễ làm, ít quan tâm đến địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa. Do vậy, khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các địa phương còn khá lớn, trong khi nhiều xã đã chuyển sang giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thì một số xã còn số tiêu chí đạt rất thấp, tỷ lệ số xã dưới 10 tiêu chí là còn khoảng 8,8%. Về thứ tư là việc huy động các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn, sự tác động ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng thất thường, cực đoan, tác động ảnh hưởng đến tính bền vững của một số tiêu chí đã được xây dựng. Từ thực trạng về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua, để tiếp tục thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng, với quan điểm tư tưởng xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, trên cơ sở 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong định hướng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2020 và những năm tiếp theo của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, chúng tôi xin đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới như sau. Là thực hiện cái nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và kết luận số 54 ngày 7 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung 7 khóa 10, Đảng ta đã xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Trong đó, xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu của sự phát triển bền vững và là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng lâu dài của Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, trước hết, đề nghị các cơ quan chức năng cần cụ thể hóa
các tiêu chí phù hợp với từng địa phương và từng loại nhóm xã, như các xã đã đạt chuẩn, các xã phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các xã còn lại tiếp tục phấn đấu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 và những năm tiếp theo, nhất là ở cái vùng còn khó khăn ở miền núi và đồng bào dân tộc, để tiếp tục tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân, làm cho mọi người tự giác sáng tạo trong tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từ vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, không trông chờ ỷ lại vào nhà nước, đồng thời có cơ chế đầu tư nguồn lực phù hợp đối với từng địa phương. Có như vậy thì cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mới thực sự đi vào cuộc sống và có hiệu quả thiết thực đối với nông dân và nông thôn. Thứ hai là tập trung thực hiện toàn diện các nội dung của chương trình, trong đó chú trọng đẩy mạnh thực hiện cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả đang có ở địa phương, phát huy cái vai trò của nhân dân trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm sự phát triển có hiệu quả và bền vững trên địa bàn nông thôn. Thứ ba là tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nguồn lực thực hiện chương trình, tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư, nhằm nâng cao hiệu quả các nguồn lực đầu tư trong xây dựng nông thôn mới. Trên đây là một số nội dung cụ thể chúng tôi xin đề xuất thêm trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và quá trình thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nói riêng. Xin trân trọng cảm ơn các đại biểu. Tôi xin hết ý kiến. Cảm ơn đại biểu Đoàn Lương Huệ. Mời đại biểu Dương Thị Chanh. Nếu đại biểu Dương Thị Chanh phát biểu mà còn thời gian thì mời đại biểu Nguyễn Ngọc Hùng. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể kỳ họp. Trước hết, tôi nhất trí cao với tất cả các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp. Được sự cho phép của chủ tọa kỳ họp, sau đây tôi xin tham gia phát biểu một số nội dung sau. Kính thưa kỳ họp, thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn không ít khó khăn thách thức, sản xuất vụ hè thu bị nặng, dịch tả lợn châu Phi xảy ra nhiều địa phương, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhưng với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh đã đề ra, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh, sự vào cuộc của các cấp các ngành và sự nỗ lực cố gắng của nhân dân, doanh nghiệp nên tình hình xã hội của tỉnh năm 2019 đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức, có 2/21 tiêu chí chủ yếu của tỉnh chưa đạt kế hoạch. Du lịch có sự phát triển mạnh nhưng số ngày lúc trú của khách du lịch vẫn còn thấp. Kính thưa kỳ họp, để góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, sau đây tôi xin mạnh dạn đề xuất với Hội đồng Nhân tỉnh một số nội dung sau. Một, về nông nghiệp, để giúp nông dân tăng năng suất, hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, kính đề nghị tỉnh có chủ trương, chính sách, khuyến khích hỗ trợ phù hợp để các hộ nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển nhiều mô hình kinh tế, sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, quy mô lớn. Có chính sách phát triển hợp tác xã nông nghiệp để xây dựng hợp tác xã nông nghiệp kiểu mẫu, có cơ chế hỗ trợ kinh phí để khuyến khích nông dân liên gia liên hộ để xây dựng nhiều mô hình những cánh đồng kiểu mẫu, sản xuất một số sản phẩm đặc trưng trên vùng quê nông thôn, đẩy mạnh xây dựng chương trình một xã một sản phẩm đặc trưng theo hướng đến du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng. Vì nhìn chung hiện nay ở một số địa phương sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cánh đồng lớn, công nghệ cao còn hạn chế, giá cả đầu ra cho nông sản còn nhiều bấp bênh. Thứ hai, về xây dựng cơ bản, đề nghị tỉnh tiếp tục đề nghị chính phủ cho sớm xúc tiến đầu tư xây dựng khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, nhằm góp phần phát triển ngành du lịch phía nam của tỉnh. Hiện nay, tập đoàn Trường Thịnh đã đầu tư khu du lịch nước nóng Suối Bang của huyện Lệ Thủy, và trong tour du lịch của huyện là khu lăng mộ Lăng Hộp Mộ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, di tích lịch sử Chuồng Phúc, nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Do đó đề nghị tỉnh quan tâm và báo cáo với kỳ họp. Qua tiếp xúc với cử tri, rất nhiều cử tri bức xúc, đặc biệt là cử tri của thôn An Xã, xã Lộc Thủy, cử tri đã đặt câu hỏi
là tại sao cả công trình mang tên về đại tướng đều dừng và chậm khởi công. Cụ thể là công trình khu lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có phân khai nguồn vốn là 45 tỷ, chủ đầu tư là Sở Văn hóa Thể thao tỉnh, dự kiến là cuối năm 2018 khởi công nhưng hiện tại vẫn chưa triển khai. Đồng thời, để tăng lượt khách du lịch trên địa để tăng lượt khách lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh, đề nghị tỉnh kêu gọi đầu tư để tạo ra nhiều sản phẩm du lịch để phục vụ nhu khách của du lịch, kêu gọi cụ thể như kêu gọi đầu tư xây dựng nhiều điểm văn hóa, khu vui chơi giải trí, vì hiện nay lượng khách du lịch tham quan chủ yếu là đi về trong ngày. Thứ ba, về phát triển khởi nghiệp của thanh niên. Báo cáo với kỳ họp, câu lạc bộ khởi nghiệp thanh niên của huyện Lệ Thủy phát triển rất mạnh và có chất lượng. Đầu năm 2019, câu lạc bộ chỉ có 2 thanh niên sáng lập và 5 thành viên tham gia. Đến tháng 6 năm 2019, số lượng tham gia đã lên tới 70 thành viên, đa dạng về ngành nghề, phong phú về sản phẩm. Câu lạc bộ đã kết nối về đầu ra và khâu quảng bá sản phẩm và đã được Ủy ban nhân huyện, Phòng Nông nghiệp huyện quan tâm hỗ trợ. Do đó, bước đầu câu lạc bộ khởi nghiệp đã phát triển mạnh và mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, câu lạc bộ khởi nghiệp cũng đang gặp phải một số khó khăn, đó là nhiều mô hình còn thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, đầu ra chưa ổn định, nhiều sản phẩm chưa hoàn thành về đăng ký công bố kiểm định chất lượng, tem nhãn mã vạch để giúp cho thanh niên phát triển, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, đồng thời thu hút thanh niên ở địa phương phát triển kinh tế, tham gia sinh hoạt đoàn hội, thì đề nghị tỉnh quan tâm về hỗ trợ nguồn vốn, đặc biệt là các nguồn vốn vay ưu đãi như nguồn vốn từ kênh 120 của Trung đoàn Thanh niên, và đề nghị tỉnh nên phân bổ đồng đều cho các huyện. Vì được biết toàn tỉnh nguồn vốn từ kênh 120 là gần 2 tỷ đồng, trong khi đó phân bổ cho huyện Lệ Thủy là 60 triệu và các mô hình này đã vay cách đây 3 năm. Đồng thời giảm bớt các thủ tục khi vay vốn, tăng nguồn vốn vay giải quyết từ việc làm từ ngân hàng chính sách xã hội. Đề nghị với tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tham mưu với Ủy ban tỉnh ban hành các đề án hỗ trợ thanh niên Quảng Bình khởi nghiệp để có giải pháp cụ thể để hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, kết nối các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan đến khởi nghiệp, hàng năm bố trí kinh phí mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan học tập các mô hình thanh niên khởi nghiệp có hiệu quả để học tập và nhân rộng. Thứ tư là về tổ chức bộ máy. Thực hiện công văn số 175 ngày 8 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban tỉnh Quảng Bình về chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ, công văn 107 ngày 25 tháng 1 năm 2019 của tỉnh về việc thực hiện quy định về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức và chấm dứt hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ, thì trong thời gian vừa qua, Ủy ban huyện Lệ Thủy đã luôn chú trọng công tác quản lý và sử dụng biên chế. Hàng năm, Ủy ban huyện đã rà soát cân đối biên chế để tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng công chức hành chính, viên chức sự nghiệp và công chức cấp xã, kịp thời bổ sung nguồn lực, giảm bớt số lượng hợp đồng tại các cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, vì đặc thù công việc, như ở các đơn vị hành chính cấp xã, các công chức đều bố trí một công việc chuyên môn riêng phù hợp với chức danh mình đảm nhiệm. Do đó, khi công chức nghỉ chế độ thai sản, nghỉ ốm đau dài ngày, hay công chức nghỉ hưu chưa kịp tuyển dụng, thì đơn vị không thể cử công chức khác qua đảm nhiệm vì không phù hợp chuyên môn mà phải có hợp đồng thay thế. Thì thực tế tại địa phương, kính đề nghị Ủy ban tỉnh, Sở Nội vụ xem xét việc hợp đồng thay thế công chức cấp xã, nghỉ hưởng chế độ thai sản, nghỉ ốm dài ngày, hay công chức nghỉ hưu chưa kịp tuyển dụng trong trường hợp vị trí công tác có tính chất đặc thù mà đơn vị không thể bố trí người kiêm nhiệm phụ trách thay thế. Trên đây là một số ý kiến phát biểu tại kỳ họp. Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe và trân trọng cảm ơn. Cảm ơn đại biểu Dương Thị Chanh. Còn mấy phút nữa xin mời đại biểu Nguyễn Ngọc Hùng, tổ đại biểu Quảng Ninh. Nếu mà có hơi quá dư giải đáp một tí thì đi sẽ bù lại sau. Xin mời đại biểu Nguyễn Ngọc Hùng. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các anh chị lãnh đạo tỉnh, kính thưa đại biểu Hội đồng nhân tỉnh cùng các anh chị dự kỳ họp. Trước hết tôi nhất trí cao với các báo cáo trình bày kỳ họp. Năm 2019, biến đổi khí hậu đã tác động lớn, gây nắng hạn gay gắt kéo dài, thiếu nước sản xuất, thiếu nước sinh hoạt cho nhân dân. Mùa mưa bão thì đến sớm bất thường, trong lúc đang thu hoạch lúa hè thu, bà con nông dân mới nỗ lực chống hạn lại quay sang chống lũ, lại bị mất mùa vì lũ sớm. Dịch tả lợn châu Phi, dịch sốt xuất huyết kéo dài. Khó khăn như vậy nhưng các chỉ tiêu kinh tế xã hội vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đó là sự nỗ lực lớn của tỉnh.
cử tri và nhân dân phấn khởi trước sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, nhất là những lúc khó khăn thách thức. Được sự cho phép của chủ tọa kỳ họp, tôi xin tham luận một số nội dung như sau. Thứ nhất, về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Năm 2019, sốt xuất huyết xảy ra trên diện rộng, kéo dài, rất nhiều người mắc bệnh, thiệt hại về sức khỏe và kinh tế của nhân dân. Chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng, các trung tâm y tế, bệnh viện đã phải hết sức nỗ lực mới khống chế, giảm thiểu thấp nhất bệnh nhân tử vong. Thông thường đến mùa lạnh, khi có gió mùa đông bắc về thì cơ bản chấm dứt sốt xuất huyết do muỗi không phát triển nữa. Nhưng năm nay mùa lạnh đến hơn một tháng rồi, dịch sốt xuất huyết vẫn chưa chấm dứt, đó là dấu hiệu bất thường đáng lo ngại. Dịch sốt xuất huyết các năm gần đây đều xảy ra, do đó năm tới cần chủ động phòng chống dịch ngay từ đầu năm. Trước hết, trong cộng đồng dân cư ở mỗi thôn xóm phải hết sức chủ động phát động nhân dân vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, diệt lăng quăng bọ gậy, đảm bảo vệ sinh môi trường và chủ động phòng ngừa. Qua thực tế ở cơ sở, quá trình đối phó với dịch bệnh, chúng tôi thấy biện pháp hỗ trợ phun hóa chất diệt muỗi là rất hiệu quả. Đề nghị trung tâm y tế tỉnh mua loại hóa chất tốt nhất để vừa diệt muỗi vừa đảm bảo môi trường, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Loại hóa chất trước đây y tế thường dùng nhúng màn cho các vùng sốt rét tác dụng đến hơn 6 tháng, đó là loại tốt. Đề nghị tỉnh, huyện hỗ trợ kinh phí phun hóa chất chủ động ngay từ đầu năm. Khi có dịch xảy ra thì cần quyết liệt hơn nữa để cấp đủ kinh phí cho các trung tâm y tế, các bệnh viện để chủ động phòng chống dịch bệnh. Tăng dự toán ngân sách dự phòng cho cấp xã để chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện nay một năm quỹ dự phòng cấp xã khoảng 80 triệu đồng, rất khó khăn cho cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai dịch bệnh. Thứ hai, về đầu tư công, các cái công trình cấp bách, đề nghị tỉnh ưu tiên đưa vào đầu tư công và sớm bố trí ngân sách đầu tư xây dựng công trình thủy lợi đưa nước Rầu Đá về cho thôn Long Đài, xã Hiền Ninh, thôn Hà Kiên, Phúc Duệ dọc đường Hồ Chí Minh thuộc xã Hàm Ninh, Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh. Các thôn trên gần có 1.000 hộ sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp, những năm qua thường xuyên bị hạn hán, không có nước sản xuất, không có nước sinh hoạt, đời sống nhân dân khó khăn. Đây là vấn đề dân sinh rất cấp bách, đề nghị tỉnh hết sức quan tâm. Về hệ thống kênh tưới 6 kênh tưới chính của Rầu Đá, qua đợt hạn năm 2019 thực tế cho thấy sự bất cập, đó là hồ Rầu Đá có đủ nước tưới nhưng hệ thống kênh tưới 6 kênh Rầu Đá nhỏ, nhiều tuyến cũ đã xuống cấp, không đồng bộ, do đó hiệu quả tưới của hồ Rầu Đá bị hạn chế rất nhiều. Đề nghị tỉnh sớm quan tâm đầu tư hệ thống kênh tưới nội đồng 6 kênh tưới chính của Rầu Đá để phát huy hiệu quả hồ thủy lợi. Cử tri và nhân dân rất chia sẻ với tỉnh ngân sách hạn hẹp và có nhiều công trình cấp bách hơn nữa đang cần đầu tư, nhưng đây là nguyện vọng thiết tha của cử tri huyện Quảng Ninh, kính đề nghị tỉnh quan tâm. Thứ ba, về giao thông nông thôn. Đường giao thông nông thôn 3 từ Tân Ninh, Hiền Ninh, Xuân Ninh, đường Hỏi Cầu, thôn Hiền Lộc, Duy Ninh, đường liên xã Hiền Lộc, Duy Ninh, Hàm Ninh là những tuyến đường giao thông quan trọng của các xã về trung tâm huyện Quảng Ninh. Là tuyến đường nối đường quốc lộ 1 với nhánh đông đường Hồ Chí Minh. Các tuyến đường trên phục vụ giao thông cho nhân dân, học sinh đi học, vừa là đường tránh lũ cho các xã vùng thấp ven sông tránh lũ trong mùa mưa bão. Nhưng hiện nay đã xuống cấp, nhiều đoạn hư hỏng, tỉnh đã kiểm tra, đề nghị tỉnh sớm bố trí vốn để sửa chữa nâng cấp, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Về giao thông nông thôn, sau nhiều năm thực hiện chương trình kiên cố hóa, đường giao thông nông thôn đã được nâng cấp xây dựng nhiều, nhân dân đi lại thuận lợi. Tuy nhiên sau nhiều năm, nhiều tuyến đường đã xuống cấp, cần được nâng cấp mở rộng, đề nghị tỉnh tiếp tục có chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn với tỷ lệ 50% vốn nhà nước, phần còn lại nhân dân đóng góp để tu sửa, nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Thứ tư, về quốc phòng an ninh. Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng đã quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, nhân dân rất phấn khởi. Đề nghị tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là về ma túy, tín dụng đen, nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn. Tăng cường các biện pháp an toàn giao thông, đặc biệt là dịp gần Tết Nguyên đán. Về chủ trương đưa công an chính quy về công an xã là chủ trương mới. Đề nghị quan tâm bố trí công tác cho các đồng chí trưởng công an, phó công an thường trực,
đặc biệt là các đồng chí đã được đào tạo lớp trưởng công an xã và các đồng chí đã có bằng chuyên môn đại học. Nếu được thì bố trí 1 đến 2 đồng chí công an xã cùng làm việc với các đồng chí công an chính quy được điều về xã trong ban công an xã thì phù hợp với thực tiễn công việc. Bởi vì các đồng chí công an xã thông thuộc địa bàn, phong tục tập quán địa phương, có mối quan hệ chặt chẽ gắn bó ở cơ sở. Các đồng chí công an chính quy giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, như vậy các đồng chí bổ sung cho nhau trong công tác là rất tốt. Đề nghị tiếp tục bố trí cho các đồng chí công an viên phụ trách ở các thôn như hiện nay để đảm bảo lực lượng trong lĩnh vực an ninh trật tự tại cơ sở. Về chủ trương xây dựng nhà làm việc của công an quân sự xã là rất cần thiết, nên xây dựng trước khi bố trí công an chính quy về xã. Lực lượng công an thường trực thường xuyên 24/24, kể cả ngày thứ bảy chủ nhật, khác với các công chức khác, nên các đồng chí rất cần trụ sở có phòng trực, phòng làm việc, phòng chức năng khác, phòng hậu cần, đảm bảo công tác ổn định lâu dài. Đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà làm việc của công an quân sự xã, vì thực tế nhiều xã khó khăn về kinh phí để xây dựng theo yêu cầu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và công an tỉnh. Theo yêu cầu, phần xây dựng cộng với trang thiết bị khác khoảng tương đương 2 tỷ đồng trên một nhà làm việc của công an quân sự xã. Thứ năm, về dự thảo nghị quyết quy định số lượng chức danh chế độ chính sách liên quan những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố. Căn cứ Nghị định 92 của Chính phủ và Nghị định 34 ngày 24 tháng 4 năm 2000 sửa đổi bổ sung một số quy định của cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố là quy định mới liên quan đến nhiều cán bộ không chuyên trách ở xã, ở thôn, nên làm tốt công tác tư tưởng và có sự bố trí sắp xếp phù hợp, có bước chuyển nối. Về cơ bản, tôi nhất trí các nội dung dự thảo nghị quyết và đề nghị bổ sung các nội dung như sau. Về số lượng 7 chức danh theo quy định tại dự thảo nghị quyết, tôi nhất trí riêng chức danh công tác đảng nên quan tâm bố trí chức danh phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy. Bởi vì hiện nay đảng ủy đã có công chức bộ phận văn phòng chung phụ trách văn phòng đảng ủy. Trong lúc đó đồng chí phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy được đảng ủy bầu, nhưng hiện nay không được hưởng phụ cấp mặc dù công việc nhiều và quan trọng. Mặt khác, theo quy định số 30 QĐTVĐ ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định thi hành chương 7 và 8 điều lệ đảng về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, thì ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, phường, thị trấn, những tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan chuyên nghiệp có từ 300 đảng viên trở lên thì bố trí một ủy viên chuyên trách làm phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, nhưng đến nay chúng ta chưa thực hiện được. Ở thôn, tổ dân phố nên quy định 3 chức danh, đó là bí thư chi bộ, đảng bộ bộ phận, kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn, trưởng thôn và phó thôn, thay vì quy định là bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận. Vì thực tế, bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác là phù hợp. Chức danh phó thôn được nhân dân bầu nhưng chưa được quy định cụ thể về chế độ chính sách. Theo quy định mới hiện nay, cán bộ thôn sẽ phấn khởi, chủ động trong kinh phí, nhưng còn băn khoăn đó là những đơn vị có đảng bộ bộ phận thì bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận chưa có quy định cụ thể và đồng chí công an viên thôn đội trưởng cũng chưa được quy định cụ thể. Về cán bộ công chức cấp xã, đồng chí cán bộ không chuyên trách văn phòng đảng ủy sau nhiều năm làm việc nay theo quy định mới bố trí bộ phận văn phòng chung của đảng ủy nên phải chuyển việc khác. Có đồng chí thì được bố trí cán bộ không chuyên trách như văn thư thủ quỹ, đài truyền thanh xã, vân vân. Nhưng cơ bản các đồng chí chưa ổn định công việc. Các đồng chí văn phòng đảng ủy đã có nhiều năm phục vụ cho đảng, có đồng chí trên 15 năm và đã được đào tạo chuyên môn đại học, trung cấp chính trị, đề nghị nên có sự quan tâm bố trí công việc ổn định cho các đồng chí. Hiện nay công chức được bố trí điều động sang cán bộ văn phòng chung, nhưng quyết định vẫn là quyết định chuyên môn cũ như là công chức văn hóa, công chức tư pháp, trong bảo hiểm và các đóng bảo hiểm và các chế độ khác thì vẫn là chức danh công chức đó. Vì vậy nên có quyết định cụ thể cho đồng chí công chức văn phòng đảng ủy. Trong thời điểm này có nhiều đồng chí cán bộ xã không thể tái cử do độ tuổi quy định, đặc biệt là đồng chí bí thư xã đoàn. Đề nghị tỉnh có chủ trương quan tâm chuyển công chức cho các đồng chí với chuyên môn phù hợp. Trên đây là những ý kiến tham gia tại kỳ họp. Cuối cùng kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.
Cảm ơn đại biểu Nguyễn Ngọc Hùng. Mà mời các đại biểu nghỉ giải lao 15 phút và trước sau khi vào nghỉ giải lao xong thì tiếp tục mời đại biểu là Phan Văn Mạc, tổ đại biểu của Bố Trạch, và sẽ kết thúc cái phiên thảo luận.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
nhân dân tỉnh. Qua nghe báo cáo trình bày tại kỳ họp và nghiên cứu các báo cáo, bản thân tôi cơ bản thống nhất cao. Tại kỳ họp này, tôi xin phát biểu thêm mấy vấn đề sau. Thứ nhất, về phát triển sản xuất nông nghiệp. Năm 2019, tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Tình hình thời tiết không thuận lợi, nạn hạn gai gắt kéo dài, làm thiếu nước tưới trầm trọng trên địa bàn ở hầu hết các huyện thị. Dịch bệnh xảy ra trên diện rộng, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, ảnh hưởng đến người chăn nuôi, gây hoang mang lo lắng cho người tiêu dùng. Cùng với đó là cơn bão số 4 đến sớm và áp thấp nhiệt đới gây mưa to làm ngập úng trên diện rộng, làm cho năng suất sản lượng một số cây trồng vật nuôi giảm so với năm 2008. Mà trong 19 chỉ tiêu trên 21 chỉ tiêu là không đạt, 2 chỉ tiêu không đạt. Tuy nhiên, với sự nỗ lực trong quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, từ tỉnh đến các xã, cùng với sự khắc phục tích cực của bà con nông dân, nên kinh tế nông nghiệp đã dần được ổn định và đang từng bước phát triển. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang thực hiện chủ trương trong đề án tại cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng để phát triển ngành nông nghiệp bền vững. Mặc dù nhà nước và tỉnh huyện cũng đã có nhiều một số cơ chế chính sách để động viên khuyến khích cho nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp, cấp xã cũng đã tập trung chỉ đạo huy động hội mặt trận, các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tập trung gieo cày hết diện tích, nhất là cây lúa, để đảm bảo an ninh lương thực ở từng địa phương. Nhưng trong thực tế ở cơ sở hiện nay, tình trạng nông dân bỏ hoang ruộng, đặc biệt là cây lúa với diện tích khá lớn, đặc biệt là bỏ hoang vào vụ hè thu. Mặc dù các xã đã vận động, nếu không sản xuất thì cho thuê hoặc chuyển nhượng lại cho các hộ trong thôn, trong xã có điều kiện để canh tác, gieo cày hết diện tích cây lúa. Thế nhưng tâm lý đa số các hộ nông dân bỏ hoang ruộng là cứ để vậy để chờ thời cơ sẽ thỏa thuận ngầm với một số tư nhân doanh nghiệp có điều kiện để mua bán thỏa thuận các tư nhân doanh nghiệp tích trữ ruộng đất chờ thời cơ chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp. Trong khi đó, theo quy định của luật đất đai, đất sản xuất nông nghiệp được giao cho hộ gia đình cá nhân để sản xuất nông nghiệp, nhưng để hoang hóa không sử dụng liên tục 12 tháng liền và sử dụng không đúng mục đích mà không có lý do chính đáng thì nhà nước sẽ thu hồi mà không được bồi thường. Nên ở đây các hộ mặc dầu ruộng được giao hay sản xuất hai vụ nhưng chỉ sản xuất một vụ, còn một vụ bỏ hoang hóa, nên thực sự cũng khó khăn cho các xã trong lãnh đạo chỉ đạo về gieo cấy hết diện tích cây lúa. Vậy để có giải pháp chỉ đạo trong việc gieo cấy hết diện tích cây lúa, đề nghị Sở Nông nghiệp nên có cái hướng dẫn cụ thể, có giải pháp hữu hiệu để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các xã tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn trong sản xuất gieo cấy cây lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho từng địa phương, và có hướng dẫn cụ thể để kiên quyết thu hồi diện tích bỏ hoang hóa không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích để giao cho các hộ gia đình khác có điều kiện sản xuất canh tác hiệu quả trong sản xuất cây lúa. Trận tình trạng bỏ hoang ruộng đất ảnh hưởng đến năng suất sản lượng chung trong toàn tỉnh. Thứ hai, về phát triển chăn nuôi, sản xuất chăn nuôi trong 10 tháng gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là đàn lợn. Đầu năm, huyện Bố Trạch đã có dịch tả lở mồm long móng xảy ra trên 5 xã trong toàn huyện. Huyện cùng với các xã được chỉ đạo quyết liệt khoanh vùng dập dịch, nên dịch lở mồm long móng đã được khống chế. Tiếp tục là dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra trên diện rộng trong toàn tỉnh, trong đó huyện Bố Trạch là 10 tháng chưa bị dịch xảy ra, nhưng là người dân phải hoang mang lo lắng trong chăn nuôi và kể cả người tiêu dùng, nên việc tái tạo lại tổng đàn và phát triển đàn lợn khó thực hiện, nhận đến giá thịt lợn hơi thì thịt lợn hơi tăng và có khả năng thiếu lợn thịt lợn trong dịp Tết. Ở các xã đang vận động phát triển chăn nuôi tại tạo lợi tổng đàn để tăng thu nhập. Thế nhưng đầu tháng 11, một số huyện đã bị tại lại dịch tả lợn châu Phi, trong đó huyện Bố Trạch là có 4 xã là đã bị dịch tả lợn châu Phi.
Hà Trạch, Nhân Trạch, Lý Trạch và Xuân Trạch đã bị dịch tả lợn. Huyện đã công bố dịch và đang chỉ đạo các xã chủ động đề phòng, tiêm, phun thuốc tiêu độc khử trùng, không để lây lan trên diện rộng. Do vậy, hiện nay trong thực tế người chăn nuôi rất lo lắng và không thể tái tạo lại tổng đàn vì sẽ gặp nhiều rủi ro, khó khăn vào những tháng cuối năm và đặc biệt là đầu năm 2020. Từ những vấn đề trên, sau khi dịch tả lợn được khống chế và công bố hết dịch bệnh, muốn vận động nông dân tái tạo lại tổng đàn lợn và phát triển thêm tổng đàn nhằm đạt kế hoạch đề ra, thì đề nghị tỉnh phải có cơ chế chính sách khuyến khích tăng tổng đàn cũng như chất lượng sản phẩm thịt lợn, thì tỉnh nên có cơ chế là hỗ trợ, đặc biệt là về con giống, thức ăn hoặc thuốc điều trị phòng dịch đối với các trang trại chăn nuôi có quy mô tổng đàn lớn để động viên khuyến khích người chăn nuôi tận các rủi ro có thể xảy ra và giảm tăng tổng đàn vào năm 2020. Thứ ba, về đánh bắt thủy sản trên biển, trong báo cáo của Ủy ban nhân tỉnh nêu sản lượng đánh bắt tăng 7,8%, nên là đánh giá riêng đánh bắt và nuôi đồng để biết được tỷ lệ tăng của từng phần. Vì trong thực tế, huyện Bố Trạch cử tri cho rằng năm nay biển mất mùa và là tàu có động cơ giảm so với năm 2018, cho nên là cử tri cho rằng sản lượng đánh bắt không thể tăng được. Đó là ý kiến của cử tri các xã miền biển. Cùng với một số khó khăn, cử tri cho rằng hiện nay vùng biển đánh bắt trên biển bị thu hẹp, nguồn lợi thủy sản ngày càng khan hiếm. Cùng với việc hỗ trợ tiền dầu theo quy định 48 của chính phủ mỗi năm 4 đợt đối với tàu đánh bắt xa bờ, tỉnh ta hỗ trợ giải ngân quá chậm. Đến tại thời điểm kết thúc cử tri là 10 tháng, riêng huyện Bố Trạch là còn 78 tỷ chưa giải ngân, riêng xã Đức Trạch là 32 tỷ chưa được giải ngân, cho nên cử tri có rất nhiều ý kiến. Vấn đề nữa là các tàu đánh bắt xa bờ phải lắp mãi đơn vị theo dõi hành trình của tàu, mãi đơn vị từ 42 đến 45 triệu đồng, tương đối cao, nên ngư dân đề nghị tỉnh nên có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí cho ngư dân để đảm bảo các tàu đánh bắt có thể lắp mãi đơn vị theo quy định. Việc hỗ trợ theo quy định 67 đối với tàu vỏ thép, đối với thổ hàng mục trên tàu chưa xác định được nên vẫn chưa được hỗ trợ. Cùng với đó là việc thu mua hải sản trên biển là gặp khó khăn. Riêng hai vấn đề này thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có trả lời, nhưng đặc biệt là liên quan đến nguồn vốn, đề nghị là tỉnh nghiên cứu để tháo gỡ một phần cho dân. Hiện nay thực tế là ngư dân đang gặp rất nhiều khó khăn trong cái vấn đề mà thực hiện nghị định 48 và là nghị định 67 việc đánh bắt trên biển. Đến đây là một số ý kiến tham luận tại hội nghị. Xin cảm ơn hội nghị. Xin cảm ơn đại biểu Phan Văn Mạc. Có đại biểu nào có ý kiến phát biểu thêm nữa không ạ? Không có. Vậy thì tôi kết luận cái phiên thảo luận ở đây. Kính thưa đại biểu, kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Như vậy là cái phiên thảo luận chúng ta đã kết thúc ở đây với tất cả là có 13 ý kiến phát biểu của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong ý kiến phát biểu của đại biểu thì cũng có một số vấn đề cần phải có cái sự tham gia phát biểu để làm rõ thêm. Tuy nhiên là do thời gian hạn chế cho nên là Hội đồng nhân dân tỉnh là không mời các sở ban ngành chức năng cùng tham gia thảo luận để làm rõ thêm những cái vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân đã phát biểu. Các đại biểu đã phát biểu đã thể hiện cái tinh thần trách nhiệm cao và có chất lượng, đề cập đến rất nhiều lĩnh vực với nội dung phong phú và đề cập toàn diện đến các cái vấn đề của lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và các cái vấn đề khác. Các ý kiến tham gia thảo luận đều biểu thị sự đồng tình cao với nội dung của các cái báo cáo và khẳng định rằng năm 2019
tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong điều kiện còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao và quyết chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, cho nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019 đã đạt được những kết quả tích cực. Có 19 trên 21 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, tăng trưởng kinh tế đạt 7,4% vượt kế hoạch đề ra, thu ngân sách vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính có sự chuyển biến, văn hóa xã hội được chú trọng, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội tiếp tục được ổn định và có bước chuyển biến tích cực, được nhân dân đánh giá cao. Bên cạnh những đánh giá về kết quả đã đạt được, các ý kiến của các đại biểu cũng thẳng thắn đi sâu phân tích những hạn chế, những yếu kém trong một số các lĩnh vực và đồng thời nêu lên một số các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Những ý kiến đó là rất thiết thực và xuất phát từ thực tiễn của yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và tập trung vào những vấn đề sau. Thứ nhất là về lĩnh vực kinh tế thì trong nông nghiệp, đây là vấn đề mà được rất nhiều đại biểu quan tâm. Các đại biểu đã đề nghị tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn trong sản xuất gieo trồng để tránh tình trạng nông dân bỏ ruộng. Đề nghị tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa các hồ đập và có kế hoạch tích nước đảm bảo cho công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chỉ đạo phát triển cây lâu năm cho giá trị kinh tế cao kết hợp với trồng cây ngắn ngày để nâng cao hiệu quả trên diện tích trồng. Đề nghị phải cụ thể hóa chính sách thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, như đơn giản các thủ tục vay vốn, xác lập quyền tài sản trên đất, hoàn thiện chính sách đất đai, có chủ trương góp đất vào đầu tư với doanh nghiệp. Về chăn nuôi, đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ về con giống, thức ăn và các loại thuốc phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm của nông dân. Các đại biểu đề nghị nhà nước, tỉnh cần hỗ trợ kịp thời cho ngư dân về tiền dầu, hỗ trợ một phần kinh phí cho ngư dân lắp đặt máy định vị theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân bám biển, tạo nguồn thu nhập và góp phần bảo vệ chủ quyền trên biển. Các đại biểu cũng đề nghị làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và xử lý quyết liệt với những vi phạm về quản lý và bảo vệ rừng. Đề nghị để triển khai tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các đại biểu đề nghị phải cụ thể hóa thêm các tiêu chí để phù hợp với từng địa phương và từng loại nhóm xã, chủ động đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Về thu ngân sách, ý kiến đại biểu đã đề xuất một số giải pháp để góp phần tăng thu ngân sách, như động viên và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư ở ngoài tỉnh nộp thuế tại địa phương. Đề nghị thu hồi một số dự án được cấp chủ trương đầu tư nhưng không triển khai dự án. Đề nghị xem xét mức thu phí hạ tầng đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua cửa khẩu Cha Lo nó phù hợp và có những chính sách khen thưởng phù hợp đối với những doanh nghiệp mà thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế. Trong công tác quy hoạch, các đại biểu đề nghị sớm hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt. Các ý kiến của các đại biểu phát biểu đề nghị tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích đầu tư để nhanh tiến độ xây dựng các công trình dự án trọng điểm để sớm đi vào hoạt động. Các đại biểu cũng thể hiện sự quan tâm đến tiến độ triển khai một số dự án quan trọng của tỉnh mà còn gặp khó khăn, chậm tiến độ ảnh hưởng đến dự án phát triển của tỉnh và đề nghị phải có các biện pháp đồng bộ để chỉ đạo triển khai. Về hoạt động của các doanh nghiệp, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về nguồn lao động, đại biểu cũng đề xuất định kỳ tổ chức giao dịch giới thiệu việc làm, tăng cường công tác chỉ đạo các trường dạy nghề trên địa bàn để liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đề nghị quan tâm hơn nữa đến đầu tư hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch nhân tạo, nhân rộng các mô hình du lịch cộng đồng, mở rộng các tour du lịch, tăng tính kết nối giữa các vùng miền để thu hút kêu gọi đầu tư, xây dựng nhiều điểm văn hóa, khu vui chơi, giải trí, trải nghiệm. Về lĩnh vực giáo dục đào tạo, các đại biểu đã tham gia ý kiến đề nghị tỉnh chỉ đạo để sắp xếp lại hệ thống trường lớp, quy mô trường lớp và đội ngũ giáo viên, quan tâm đến việc xử lý sắp xếp cơ sở vật chất trường lớp sau khi sắp xếp để tránh tình trạng dối dư và phù hợp. Đề nghị ngành giáo dục, ngành nội vụ xem xét để có cơ chế phù hợp đối với việc hợp đồng giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh và tiếng học ở bậc tiểu học. Đề nghị rà soát lại nhu cầu khả năng của hệ thống các trường trung học phổ thông và cơ sở đào tạo nghề, tăng tỷ lệ phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông, có chính sách ưu tiên đầu tư cho các cơ sở đào tạo nghề phù hợp.
Đại biểu cũng phản ánh việc thực hiện xét tuyển đặc cách giáo viên hiện nay vẫn còn một số bất cập và cần phải có hướng dẫn cụ thể, thống nhất để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Về chăm sóc sức khỏe, các đại biểu đề nghị cần tăng cường hơn nữa để chỉ đạo các bệnh viện tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo nhân lực, giao quyền tự chủ cho các bệnh viện đúng lộ trình, đúng quy định cả về tài chính, về nguồn, về nhân sự và thực hiện nhiệm vụ được giao, có các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát dịch bệnh, nhất là kiểm soát dịch sốt xuất huyết, tăng cường hơn nữa công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết sắp đến. Đối với lĩnh vực văn hóa, các đại biểu đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích để lan tỏa các mô hình hiệu quả trong thời gian tới như mô hình cổng trường an toàn giao thông, công tác chống rác thải nhựa, đề nghị xem xét ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở trong thời gian tới. Về an sinh xã hội, các đại biểu đề nghị cần chuyển đổi mạnh mẽ chính sách hỗ trợ trực tiếp sang các chính sách tạo cơ hội lao cho đồng bào dân tộc thiểu số tự vươn lên để giải quyết nhu cầu về nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt cho hộ nghèo. Đại biểu đề nghị xem xét điều chỉnh định mức hỗ trợ đối với chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, đề nghị làm tốt công tác tuyên truyền vận động để bà con thay đổi lối sống trông chờ ỷ lại, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân. Về an ninh quốc phòng, các đại biểu đề nghị tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo làm tốt hơn nữa để công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong dịp lễ Tết, tiếp tục đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mại dâm, cờ bạc, lô đề, tín dụng đen, buôn bán pháo nổ, làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân, mọi tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành và phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện cái công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, kiên quyết xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự. Về dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp cũng được rất nhiều các đại biểu quan tâm và thảo luận. Đề nghị các đại biểu quy định, đề nghị là các cần xem xét là các nghị quyết về quy định số lượng, chức danh một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nghị quyết sửa đổi bổ sung tỷ lệ phân chia các khoản thu, nghị quyết dự toán thu chi ngân sách năm 2020 chưa phù hợp một số nội dung về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn các thủ tục đầy đủ kịp thời để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với các cái chính sách và các nghị quyết ban hành. Ngoài ra, ý kiến thảo luận của các đại biểu cũng đã nêu lên một số nội dung thiết thực khác như quan tâm bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số công trình, các tuyến đường giao thông nông thôn, công trình cấp nước sinh hoạt cần thiết, cấp bách tại một số địa phương, đề xuất một số giải pháp để phát triển khởi nghiệp của thanh niên, đề nghị xem xét việc sắp xếp hợp lý cán bộ công chức cấp xã phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, đề nghị cùng với việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo chủ trương mới thì xem xét để giữ lại một số vị trí công an xã hiện có để tăng cường hiệu quả về công tác an ninh trật tự ở địa phương. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu đã thể hiện sự trăn trở, sự tâm huyết và trách nhiệm cao đối với cử tri và sự phát triển của tỉnh, đã đề ra các giải pháp, việc làm cụ thể. Đây là những thông tin quan trọng để Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định những chủ trương và các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đối với các ý kiến tham gia vào các dự thảo nghị quyết, đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đặc biệt là Ban Kinh tế Ngân sách, phối hợp với các cơ quan soạn thảo nghiên cứu tiếp thu để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh trong phiên thông qua nghị quyết. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu xem xét tiếp thu các ý kiến, các kiến nghị của các đại biểu và tích cực chỉ đạo các sở ngành địa phương có những giải pháp tổ chức thực hiện phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 16-2020 và những năm tiếp theo. Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn các đại biểu, trân trọng cảm ơn Hội đồng Nhân dân và xin kết thúc phiên thảo luận tại đây. Đề nghị đại biểu cho một tràng vỗ tay để cảm ơn các đại biểu. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa Hội đồng Nhân dân tỉnh, như vậy là chúng ta đã kết thúc cái phần thảo luận tại kỳ họp, và thời gian từ nay đến hết buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ tiến hành cái phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Báo cáo về Hội đồng Nhân dân là trước khi đi vào cái phiên chất vấn và trả lời chất vấn thì tôi xin
Trân trọng kính mời đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo về cái kết quả thực hiện nội dung kết luận của chủ tọa kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Xin mời đồng chí Dũng. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và đồng bào trong tỉnh. Thay mặt cho Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin báo cáo những nội dung chính, kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn trả lời chất vấn kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Một, nhóm vấn đề về xử lý các vụ việc khai thác lâm sản trái phép. Về tiếp tục xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hai vụ khai thác lâm sản trái phép. Đối với vụ phá rừng tại tiểu khu 329 thuộc lâm phận lâm trường Trường Sơn, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quảng Ninh đã ra quyết định tách hai vụ án và kết thúc điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Ninh truy tố 5 bị can về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Đề nghị Hạt Kiểm lâm Quảng Ninh xử lý hành chính đối với 6 đối tượng liên quan. Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, nguyên trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Khe Đen về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại cũng đã tiến hành xử lý kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật nghiêm túc đối với từng cá nhân xảy ra tại vụ việc phá rừng. Đối với vụ khai thác rừng lâm sản trái phép với tính chất đặc biệt nghiêm trọng tại vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng chỉ đạo Hạt kiểm lâm vườn quốc gia thi hành 7 cán bộ kiểm lâm thiếu trách nhiệm, cách chức một trạm trưởng, một trạm phó, cảnh cáo một kiểm lâm viên, khiển trách 4 kiểm lâm viên có liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Hoài Nam, nguyên trạm trưởng trạm kiểm lâm Thượng Trạch, huyện Bố Trạch về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức kiểm điểm xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo một đảng viên, khiển trách một tổ chức đảng, 6 đảng viên và điều chuyển công tác đối với một số cán bộ chỉ huy đồn biên phòng Cồn Roàng và các cán bộ phụ trách địa bàn để xảy ra vụ việc. Về tăng cường công tác bảo vệ rừng trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các chủ rừng tiếp tục tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết ngăn chặn không để tình trạng khai thác gỗ trái phép, rà soát để điều chỉnh phương án bảo vệ rừng và thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ rừng, rà soát lại biên chế, khẩn trương kiện toàn cán bộ, kiện toàn lại các trạm kiểm lâm, trạm bảo vệ rừng, bố trí cán bộ có năng lực, có trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ. Hai, nhóm các vấn đề về phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các sở, ban ngành địa phương liên quan thực hiện một số nhiệm vụ bao gồm tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về dịch tả lợn châu Phi và các biện pháp phòng chống dịch, tập trung chỉ đạo để khống chế, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan, phát sinh ổ dịch mới. Thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp đến chủ hộ chăn nuôi lợn bị thiệt hại theo đúng quy định. Công tác chỉ đạo điều hành phòng chống dịch lợn tả châu Phi đã được triển khai tích cực, đồng bộ, góp phần hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan. 3. Nhóm vấn đề về ứng phó với tình trạng hạn hán. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị địa phương liên quan thực hiện xây dựng kế hoạch phòng chống hạn để kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp, có kế hoạch phân phối nước hợp lý, tiết kiệm để đảm bảo cung cầu, cấp đủ cho các nhu cầu thiết yếu về sản xuất và cho cả mùa khô, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích thiếu nước, tăng cường sử dụng các giống cây trồng thích ứng với điều kiện hạn hán. Ủy ban nhân dân tỉnh đã trích 30,8 tỷ đồng nguồn dự phòng để hỗ trợ các địa phương, đơn vị thực hiện công tác phòng chống hạn hán trong vụ đông xuân 2018-2019 và vụ hè thu 2019. 4. Nhóm các vấn đề về quy hoạch hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các sở, ban ngành địa phương liên quan tham mưu cơ chế khuyến khích xã hội hóa để đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đã được phê duyệt, kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các dự án khu nhà ở thương mại, khu định đô thị mới, trong đó tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện hoàn chỉnh hệ thống kỹ thuật. Tính đến 31 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kêu gọi và lựa chọn được 3 nhà thầu để đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch để đảm bảo các giải pháp trị thủy, thoát nước mưa, nước thải. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã kiểm tra các dự án thương mại, nhà ở, các đô thị mới, dự án tạo quỹ đất trên địa bàn để đảm bảo trong quá trình san lấp, triển khai dự án không chặn các dòng
chảy gây ngập lụt cục bộ, đồng thời thực hiện nghiêm các giải pháp thoát nước đối với từng dự án cụ thể. 5. Nhóm các vấn đề về lựa chọn nhà thầu các dự án khu nhà ở thương mại. Tại thông báo kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, chủ tọa kỳ họp đã giao cho ngành xây dựng nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với những khu đất có giá trị sinh lời cao. Tuy nhiên, tỉnh ta có chủ trương tạm dừng chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở thương mại, chỉ xem xét đối với các dự án khu đô thị mới thực sự cần thiết. Để thực hiện việc đấu giá, tỉnh phải bố trí kinh phí để giải phóng mặt bằng. Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn nên khó áp dụng đối với những dự án quy mô lớn. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang rà soát quy trình lựa chọn nhà đầu tư và định giá đất, thành lập tổ rà soát liên ngành, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện các dự án sử dụng đất ở một số địa phương để rà soát, hoàn thiện quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, ban hành theo quyết định số 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với những dự án có giá trị thương mại cao, thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, các dự án có quy mô nhỏ lẻ trên cơ sở khả năng cân đối các nguồn vốn thì bố trí kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng để áp dụng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư dự án. Đối với những dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô lớn, có nhiều mục đích sử dụng đất hỗn hợp phức tạp, đòi hỏi yêu cầu cao về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thì xem xét áp dụng hình thức đấu thầu dự án theo quy định 99 của Chính phủ. 6. Nhóm vấn đề về hiện tượng tăng giá đất đột biến. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh và nhiều giải pháp đồng bộ để tiếp tục tăng cường chỉ đạo theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và có biện pháp xử lý để kịp thời bình ổn thị trường, không để xảy ra sốt giá đất. Đồng thời chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình tỉnh Quảng Bình và các sở ban ngành địa phương liên quan nắm bắt thị trường, nhu cầu và sức mua của người dân để tham mưu việc đầu tư các dự án nhà ở phù hợp, tránh tình trạng cung vượt cầu quá lớn làm lãng phí đất, đồng thời tránh hiện tượng đầu cơ lũng đoạn thị trường, đảm bảo bố trí đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội và sử dụng nguồn thu 20% giá trị quỹ đất mà chủ đầu tư các dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 hectare để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm kịp thời các vi phạm trong việc thực hiện quy định về đầu tư, kinh doanh bất động sản, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản. Hiện nay, hoạt động kinh doanh bất động sản của các tổ chức, cá nhân cơ bản được chấn chỉnh, giá đất trên thị trường đã có dấu hiệu giảm sốt, ổn định. 7. Nhóm vấn đề về sắp xếp xử lý tài sản công. Về sắp xếp xử lý tài sản công, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp xử lý tài sản công, ban hành quyết định về việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 5 cơ sở nhà đất. Trong đó, việc xử lý tài sản theo phương án được thực hiện theo thẩm quyền quy định tại nghị quyết số 35 ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính phối hợp các sở ban ngành thảo gỡ các vướng mắc trong quá trình xử lý tài sản công để thực hiện dự án đầu tư theo chủ trương của tỉnh. Về tiến độ sắp xếp xử lý tài sản công theo nghị định 167 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở ban ngành địa phương đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc trong từng khâu về trình tự thủ tục xử lý tài sản công theo nghị định 167. Các nhiệm vụ phải tiến hành đồng thời, giảm các thủ tục hành chính, giảm các đầu mối không cần thiết trên cơ sở phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện các công tác định giá đất phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để thất thoát ngân sách, đảm bảo sự phù hợp để thu hút nhà đầu tư tham gia đấu giá. Kiện toàn hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh theo hướng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở ngành liên quan. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các sở ngành địa phương liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhất là tháo gỡ các thủ tục còn chậm vướng mắc trong xử lý tài sản công định giá đất. 8. Nhóm vấn đề về chế độ đối với người có công. Về hồ sơ tồn đọng về người có công, đối với nhóm hồ sơ tồn đọng thực hiện theo quyết định 408 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, thực hiện ý kiến chỉ đạo việc bổ sung giải trình đối với 49 hồ sơ trả lại của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có hồ sơ tồn đọng triển khai thực hiện việc bổ sung giải trình và báo cáo về Sở Lao động Thương binh Xã hội trước ngày 27 tháng 7 năm 2019 để tổng hợp, thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.
trên cơ sở báo cáo bổ sung giải trình của các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Hiện nay tỉnh ta cơ bản đã hoàn thành việc bổ sung hồ sơ và tiếp tục trình lại Bộ Lao động Thương binh Xã hội xem xét đối với 38 hồ sơ. Đối với nhóm hồ sơ tồn đọng liệt sĩ xã tại các huyện, thị xã, thành phố, đây là các trường hợp hy sinh được ghi liệt sĩ vào các giấy tờ có giá trị pháp lý như huân chương, huy chương, giấy báo tử trận, bảng vàng danh dự, bảng gia đình vẻ vang hoặc có mộ trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa được cấp bằng tổ quốc ghi công, gồm 236 trường hợp và 19 trường hợp tồn đọng có ghi danh liệt sĩ trong các nhà bia ghi tên liệt sĩ tại các địa phương nhưng chưa được suy tôn. Cụ thể, đối với 236 trường hợp người hy sinh là được trong liệt sĩ trong các giấy tờ có giá trị pháp lý hoặc có mộ trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng chưa được cấp bằng tổ quốc ghi công, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội rà soát, tra cứu. Kết quả chỉ có 33 trường hợp là liệt sĩ còn lại hồ sơ lưu ở bộ, còn 203 trường hợp tồn đọng chưa được suy tôn. Để sớm có hướng giải quyết 203 trường hợp tồn đọng này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã khẩn trương rà soát lại từng trường hợp cụ thể để lập hồ sơ chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy báo tử suy tôn liệt sĩ. Đối với 199 trường hợp tồn đọng có ghi danh liệt sĩ trong các nhà bia ghi tên liệt sĩ tại các địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn gửi Bộ Lao động Thương binh Xã hội và xin ý kiến đối với người hy sinh có tên trong ghi danh trong các ghi danh liệt sĩ. Đến nay, sau nhiều lần đôn đốc làm việc với Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh Xã hội vẫn chưa có trả lời. Về nhóm hồ sơ tồn đọng tại Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh, để sớm hoàn chỉnh việc xác lập hồ sơ tồn đọng của lực lượng thanh niên xung phong, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với tỉnh đoàn, Hội Cựu Thanh niên Xung phong và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ. Kết quả sau khi rà soát theo quyết định 408 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội còn lại 204 hồ sơ. Như vậy, đối với nhóm hồ sơ tồn đọng của lực lượng thanh niên xung phong, hiện nay các địa phương đang tiếp tục thực hiện các bước hoàn thiện hồ sơ và niêm yết công khai tại các cơ sở và thẩm định ở cấp huyện. Theo lộ trình sẽ phấn đấu hoàn thành việc xác nhận hồ sơ và báo cáo về Bộ Lao động Thương binh Xã hội trước ngày 27 tháng 7 năm 2020. Về việc xử lý công tác thanh tra kiểm tra thực hiện chính sách của người có công và xử lý sau thanh tra, hàng năm Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch thanh tra thường xuyên trong lĩnh vực người có công với cách mạng. Qua thanh tra kiểm tra đã góp phần phát hiện nhiều thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, kiến nghị các biện pháp khắc phục, góp phần thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công. Cùng với việc thực hiện công tác thanh tra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đôn đốc chỉ đạo xử lý các vụ thanh tra, nhất là việc thực hiện kiến nghị xử lý qua thanh tra và đôn đốc các địa phương thu hồi số tiền sai quy định do khai man, giả mạo hồ sơ người có công. Tính đến nay, qua thanh tra đã xử lý và đình chỉ chế độ 94 trường hợp, tạm dừng cấp 59 trường hợp do khai man, giả mạo hồ sơ, hưởng sai chế độ của nhà nước với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng. Chính là nhóm vấn đề về tội phạm và tệ nạn ma túy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiều giải pháp phòng chống kiểm soát ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Lực lượng công an tỉnh phối hợp với lực bộ đội biên phòng bắt giữ một đối tượng quốc tịch Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới, phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp trên liên tỉnh trên quốc lộ 1A, bắt quả tang một đối tượng tràng tự vận chuyển trái phép 2.000 viên ma túy tổng hợp tại thành phố Đồng Hới, phát hiện 16 đối tượng tàng trữ sử dụng chất trái phép ma túy tại cơ sở karaoke ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình đã thụ lý 118/155 vụ bị cáo, đã xét xử 107/135 bị cáo, còn lại 11 vụ 20 bị cáo đều mới thụ lý và trong thời hạn chuẩn bị xét xử. Trong tổng số 135 bị cáo bị xét xử, tòa án hai cấp tỉnh Quảng Bình đã xử phạt tử hình 1 bị cáo, chung thân 1 bị cáo, phạt tù có thời hạn 125 bị cáo, cho hưởng án treo 8 bị cáo, xét xử lưu động 15 vụ án về ma túy. Tiếp tục rà soát thống kê danh sách đối tượng có biểu hiện ngáo đá, xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng đối tượng, thống nhất quy trình xử lý đối với các hoạt động gây rối an ninh trật tự do các đối tượng nghiện ngáo đá gây ra, tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động các tổ chức sử dụng chứa chấp, lôi kéo sử dụng chất ma túy, chất hướng thần.
10 là nhóm các vấn đề về hoạt động tín dụng đen và cho vay nặng lãi. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm các pháp luật liên quan đến tín dụng đen và các văn bản chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung đẩy lùi hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi. Cụ thể, chỉ đạo công an tỉnh tập trung rà soát, lập kế hoạch đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, tập trung điều tra vụ án cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, đấu tranh phá thành công chuyên án 139V, triệt phá nhóm gồm 12 đối tượng cho vay nặng lãi, khởi tố một vụ, một bị can về tội cho vay nặng lãi trong các giao dịch dân sự, phá thành công chuyên án 919V, triệu tập đấu tranh 43 đối tượng từ các tỉnh thành đến thành phố đến Quảng Bình hoạt động tín dụng đen, phá thành công chuyên án tạm giữ 7 đối tượng tổ chức đánh bạc, gá bạc trên ứng dụng online. Đây là chuyên án đầu tiên liên quan đến tội phạm công nghệ cao và hoạt động tín dụng đen được lãnh đạo Bộ Công an có thư khen và thưởng nóng. Tiến hành đẩy hai nhóm gồm 11 đối tượng ngoài tỉnh đến địa bàn Quảng Bình hoạt động cho vay nặng lãi. Chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình đẩy mạnh các cải cách thủ tục hành chính trong việc hoạt động tín dụng nhằm cải tiến quy trình thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xem xét hồ sơ, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng, các gói tín dụng hỗ trợ phù hợp với các đối tượng khách hàng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân. 11. Nhóm các vấn đề về tình trạng phương tiện quá khổ, quá tải tại đường giao thông nông thôn. Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, chính quyền cấp huyện, cấp xã theo chức năng nhiệm vụ của mình để tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các tuyến đường. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp để xử lý phương tiện quá khổ, quá tải chạy vào đường giao thông nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện cắm biển hạn chế tải trọng đối với các tuyến đường giao thông nông thôn được giao quản lý. Chỉ đạo công an cấp huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, chốt chặn các tuyến đường giao thông nông thôn để xử lý các phương tiện vi phạm, có kế hoạch khắc phục sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác quản lý nhà trường trên địa bàn tỉnh, tăng cường phối hợp với địa phương để xử lý tình trạng phương tiện quá khổ, quá tải, hướng dẫn cấp xã xử lý xe quá khổ, quá tải đi vào đường giao thông nông thôn cho cấp xã quản lý. Qua công tác kiểm tra đã kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 58 trường hợp, xử lý số tiền nộp vào kho bạc nhà nước 259 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 trường hợp. Trên đây là báo cáo cái triển khai các cái kết luận của chủ tọa kỳ họp lần thứ 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo. Xin cảm ơn các đồng chí. Xin cảm ơn đồng chí Thân Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo về Hội đồng nhân dân tỉnh thì chúng ta đã nghe cái báo cáo về kết quả giải quyết những cái kết luận của chủ tọa kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua báo cáo cho thấy rằng là việc triển khai thực hiện các cái nội dung theo kết luận của chủ tọa kỳ họp thứ 10 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cái sở ban ngành có liên quan đã tập trung chỉ đạo, chủ động tích cực triển khai nhiều công việc có chất lượng và hiệu quả. Và đặc biệt là đã chấn chỉnh kịp thời những cái mặt tồn tại thiếu sót mà đại biểu và cử tri đã nêu ra. Đặc biệt là trong đó có một số cái công việc đã được giải quyết một cách dứt điểm. Thì thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin đánh giá cao cái sự nỗ lực điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các sở ban ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện cái kết luận của chủ tọa kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thì tuy nhiên trong quá trình giải quyết thì cũng có một số vấn đề đang còn chậm trễ, hiệu quả chưa cao, có mặt trong giải quyết vẫn đang còn lúng túng. Tại kỳ họp này thì đại biểu Hội đồng nhân dân cũng đã tiếp tục đề cập và nêu ra, thì mong muốn trong thời gian sắp tới, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như các sở ban ngành có liên quan sẽ tập trung chỉ đạo làm sao đó giải quyết khai thông mọi vấn đề, đảm bảo đúng theo quy định. Bây giờ thì chúng ta tiến hành về cái phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Báo cáo về Hội đồng nhân dân tỉnh thì về phương pháp làm việc thì yêu cầu như thế này: một là đại biểu nếu các cái câu hỏi á thì đề nghị cảm chí là phải hết sức ngắn gọn, rõ ý rõ vấn đề để cơ quan trả lời nắm hiểu đúng ở vấn đề để trả lời cho nó đúng trọng tâm.
Cái thứ hai là người trả lời là phải đi thẳng vào vấn đề, đúng trọng tâm, gọn, rõ ràng. Trả lời làm sao đó để cử tri và nhân dân là theo dõi được. Đấy. Tránh cái việc là nói dài dòng, vòng vo. Đấy. Đó là đề nghị cảm thấy là lưu ý chứ không? Như vậy. Và trong trả lời thì cũng không nên xa vào cái việc là kể lể thành tích rồi là cái kết quả của cơ quan đơn vị ngành mình nhiều quá. Đấy. Thì yêu cầu cảm thấy như vậy. Và thời gian trả lời thì bình quân chung là tối đa là khoảng độ cỡ 10 phút. Ngắn quá thì cũng không hết ý, nhiều quá thì dài dòng. Do đó đề nghị cảm thấy trả lời tầm khoảng độ cỡ 10 phút, gọn, rõ. Trừ những cái ngành mà có nhiều ý kiến nội dung chất vấn thì tùy theo đó thì có thể du di thêm một tí. Và báo cáo với Hội đồng nhân dân thì đến thời điểm này thì như vậy là có 12 ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân. Không biết là tiếp tục hay có còn nữa không, nhưng đến tại thời điểm này thì có 12 ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân mà sẽ tiến hành từ bây giờ mà đến khoảng độ tầm cỡ 4 giờ chiều. Đó là chúng ta sẽ chất vấn và trả lời chất vấn. Bây giờ ngành đầu tiên đề cập đến lĩnh vực là nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thì bây giờ xin mời các đại biểu nêu câu hỏi. Đây, đại biểu đăng ký ra thì nêu thôi. Trong này có đại biểu Nguyễn Thị Trung ở Đồng Hới. Có đại biểu không? Nói cho to rõ ràng lên. Văn phòng chuẩn bị mic cho nó tốt, mic trục trặc. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa giám đốc sở nông nghiệp, tôi xin phép được đặt câu hỏi gửi đến giám đốc sở nông nghiệp như sau. Ngày 12 tháng 11 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1976 về phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng năm 2030, trong đó có tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc đầu tư khu neo đậu tránh trú bão chưa phù hợp so với nhu cầu thực tế. Điển hình như khu neo đậu cảng Cửa Phú khả năng tiếp nhận là 270 tàu, thấp hơn nhiều so với quy mô được phê duyệt là 600 tàu. Từ thực tế trên, đề nghị đồng chí cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động các khu neo đậu, đáp ứng nhu cầu các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá của ngư dân. Tôi xin hết. Xin cảm ơn đại biểu. Bây giờ tiếp các đại biểu khác. Đại biểu Phan Văn Mạc, tổ đại biểu Bố Trạch. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa ông chị giám đốc sở nông nghiệp, tôi xin đặt câu hỏi là hiện nay việc triển khai thực hiện nghị định 67/2014 của chính phủ ngày 7/7/2014 của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh ta đang gặp phải một số khó khăn chưa đạt hiệu quả đề ra, như nguồn thủy sản ngày càng khan hiếm, thiếu bàn tàu, chất lượng tàu ngày càng xuống cấp, số tàu có hoạt động có lãi ít, chủ tàu khó khăn trong trả nợ vay ngân hàng, vấn đề xử lý nợ của hàn nợ sâu, chính sách bảo hiểm hỗ trợ tiền dâu cho các chủ tàu người lao động khai thác đánh bắt xa bờ ngày càng ít, tàu công suất lớn không thể neo đậu tại các cửa sông thuộc địa bàn của tỉnh ta do khó khăn trong lưu thông giao thương vân vân. Trước tình trạng trên, đề nghị đồng chí giám đốc sở nông nghiệp cho biết ngành nông nghiệp và các cơ quan có liên quan đã đang tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh có những giải pháp gì cụ thể nào để giảm bớt khó khăn cho các chủ tàu cũng như đảm bảo việc triển khai thực hiện nghị định 67/CP có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Tôi xin được. Xin cảm ơn đại biểu. Bây giờ xin mời đại biểu
Nguyễn Ngọc Hùng ở Quảng Ninh. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa đồng chí giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tôi xin đặt câu hỏi chất vấn. Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh ta từ ngày 13 tháng 6 năm 2019. Vấn đề này đã được đưa ra chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 và đến nay, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan và đã trích từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh số tiền 5,2 tỷ đồng để triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan. Tuy nhiên, từ tháng 10 năm 2019 đến nay, dịch bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp, khó kiểm soát và có chiều hướng gia tăng. Đề nghị đồng chí cho biết vì sao mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp nhưng dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục gia tăng. Các giải pháp triển khai đã đạt hiệu quả chưa? Chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu thực phẩm cho người tiêu dùng, trong đó có thịt lợn sẽ tăng cao. Ngành đã có những giải pháp quyết liệt gì để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nguồn cung cấp về thịt lợn cho nhân dân trong thời gian tới? Và thời gian vừa qua thì trong dịch đã lập chốt kiểm dịch ở đường quốc lộ 1A và chưa lập chốt kiểm dịch ở đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện Quảng Ninh. Đề nghị trong thời gian tới thì cần lập chốt kiểm dịch tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện Quảng Ninh. Xin hết, xin cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời các đại biểu khác. Như vậy là có 3 đại biểu nếu có hỏi. Thứ nhất là phản ánh về vấn đề việc đầu tư khu neo đậu tránh chú bão hiện nay là chưa phù hợp với cái nhu cầu thực tế. Thì cái vấn đề này thì đề nghị đồng chí giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là cho biết nguyên nhân, trách nhiệm, những giải pháp đặt ra ở trong thời gian sắp tới để đáp ứng các cái nhu cầu về khu neo đậu và các cái hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá của ngư dân. Vấn đề thứ hai là đại biểu có nêu vấn đề việc triển khai thực hiện cái nghị định 67 của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản hiện nay đang còn gặp phải những cái khó khăn lúng túng và hiệu quả cũng đạt chưa cao. Do đó là đề nghị đồng chí giám đốc Sở Nông nghiệp là cho biết những cái giải pháp sắp tới như thế nào để giảm bớt những cái khó khăn cho các cái chủ tàu và đồng thời để tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn cái nghị định 67 của chính phủ. Cái vấn đề thứ ba là vấn đề là về dịch tả lợn châu Phi. Thì tại cái kỳ họp thứ 10 vừa rồi thì đại biểu cũng đã có nêu chất vấn. Nhưng bây giờ là cũng là tiếp tục bởi vì do cái dịch bùng phát trở lại mà diễn biến lại phức tạp mà có cái chiều hướng gia tăng. Do đó đề nghị đồng chí giám đốc Sở cho biết những cái biện pháp vừa qua đề ra như vậy như thế nào không có hiệu quả. Còn cái giải pháp sắp tới thì triển khai như thế nào để đảm bảo được cái vấn đề sản xuất, đời sống ở cho bà con nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và trong thời gian sắp tới. Và đề nghị một cái vấn đề nữa là liên quan đến cái công ty Hòa Phát ở Quảng Bình. Các đại biểu cũng nêu ra nhưng vấn đề là cũng có đại biểu trao đổi với tôi là cái công ty Hòa Phát Quảng Bình là một cái công ty liên doanh giữa tập đoàn Hòa Phát và công ty cao su Việt Trung. Có cái nhiệm vụ đó là chăn nuôi bò thịt áp dụng công nghệ cao và đã triển khai từ năm 2016 đến nay ở trên địa bàn của tỉnh. Thì đề nghị đồng chí giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn với cái chức năng là quản lý nhà nước, đồng chí cho biết hai việc: một là hiệu quả hoạt động của công ty này thế nào, hai là những cái đóng góp lợi ích gì cho tỉnh và địa phương của công ty này. Bây giờ xin mời đồng chí giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ phát biểu. Đồng chí giám đốc Sở rất tự giác, tức là sẽ đã lên trước ngồi trên ban chấp hành. Xin mời đồng chí Phan Văn Khoa. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa toàn thể bà con cử tri theo dõi cái phiên chất vấn này. Tôi xin trả lời từng vấn đề mà các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu ra là những cái vấn đề cũng rất sự quan tâm. Thứ nhất đó là các cái khu neo đậu trong thời gian qua vừa qua, tức là có những khu neo đậu chưa phù hợp với thực tế nhu cầu
đơn cử như là khu neo đậu trên trụ bão cửa Phú thì tôi xin chỉ được 270 tàu trên 600, tôi xin nói như thế này. Tức là ngày như chúng ta biết là cái quyết định 1976 ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2005 thì Quảng Bình có 6 khu neo đậu. Trong đó một khu neo đậu cấp vùng là Bắc Danh và 5 khu neo đậu cấp tỉnh. Thì chúng ta đã xây dựng bằng cả cái nguồn vốn, thứ nhất là nguồn VKP, VKP 4 và VKP 35, tức là thông qua chủ quản đầu tư Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và nguồn ngân sách tập trung, chúng ta đã xây dựng 3 khu neo đậu. Một là khu neo đậu Cửa Danh với 450 tàu đến 300 CV và trên quy hoạch 1976 cũng là 450 tàu. Hai là khu neo đậu Cửa Ròn là 282 tàu đến 200 CV và trên quy hoạch 1976 là 300 tàu. Còn Cửa Phú, tức là khu neo đậu Nhật Lệ, là 270 trên 600, như đại biểu nêu. Thì tôi xin nếu lý do tại sao mà Cửa Phú, tức là khu neo đậu Nhật Lệ đấy, thì là có sự chênh lệch như vậy. Thứ nhất là cái khu neo đậu Nhật Lệ này được triển khai, bắt đầu lập chủ trương đầu tư từ năm 2010. Và lúc đó là chúng ta đang thực hiện theo quyết định 1349 của Thủ tướng Chính phủ. Tức là Quảng Bình chỉ có quy hoạch 3 khu neo đậu. Và khu neo đậu Nhật Lệ được Ủy ban tỉnh là bao gồm 2 khu, là khu Cửa Phú là cơ sở 1 và khu thứ hai là khu Chợ Gỗ. Tức là trong phê duyệt của Ủy ban nhân tỉnh là 320 chiếc của khu Cửa Phú và 150 chiếc của khu Chợ Gỗ là bằng 470 chiếc. Như vậy là để đảm bảo, cái thứ hai nữa là để đảm bảo cái nguồn vốn của Bộ phân bổ, tức là chỉ có 5.534.000 đô la, tương đương với 105.700.000 đồng tại thời điểm giá hoán đổi. Và trên cơ sở cái nguồn vốn như thế, chúng tôi khảo sát và để xây dựng khu và thực hiện tốt cái nghị quyết số 11 của Chính phủ, tức là vốn đến đâu phải làm đến đó và làm khu nào đâu phải hiệu quả, tránh trụ bão, không thể công trình dở dang. Trên cơ đó chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, chủ đầu tư, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng các ngành ra soát lại, tìm vị trí và giảm quy mô đầu tư từ 320 tàu xuống 270 tàu và được phê duyệt điều chỉnh tại quyết định 1350 của Ủy ban nhân tỉnh và văn bản 389 là của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã đồng chấp thuận. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng báo cáo ông chí là chúng ta đã xây dựng là 126 tỷ bằng vốn VKP và 52 tỷ là phải đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng một cái khu tái định cư rất là hiện đại tại thôn Cửa Phú và đáp ứng các cái vấn đề để neo đậu. Thì như vậy phải nói rằng là quá trình triển khai thực hiện cái này, cái khu neo đậu Cửa Phú cũng nó phù hợp với thực tế, phù hợp với nguồn vốn và phù hợp với nhu cầu và đúng với điều kiện vấn đề đặt ra. Tuy nhiên rằng là trong quá trình triển khai thì là để mà neo đậu thì vẫn là còn cái nhu cầu thì rất lớn, đặc biệt là các tàu có quy mô lớn thì báo cáo gì như thế. Cái thứ hai, để nâng cao được cái hiệu quả các cái khu neo đậu thì tôi nghĩ rằng trong thời gian qua báo cáo chí là các khu neo đậu từ khi ra đời đã có hiệu quả rất lớn. Như khu neo đậu Cửa Danh thường thường là 450 chiếc nhưng mà khi bão xảy ra thì neo đậu có thể đến 600 chiếc. Thì ở đấy các đồng chí biết như đồng chí Gôn và tất cả các đồng chí là đồng chí bộ trưởng các cái phó thủ tướng vào thăm trong các cái cơn bão số 13, cơn bão số 10 năm 2013 cũng như cơn bão số 10 năm 2016 thì hầu như tất cả các khu tránh trụ bão, các tàu hết sức an toàn. Đây là một trong những cái hiệu quả. Và để nâng cao hiệu quả hơn nữa thì tôi nghĩ rằng tức là trước hết chúng ta phải đầu tư đồng bộ các khu neo đậu, đảm bảo kết hợp cảng cá, bến cá và các cái dịch vụ để người neo đậu vào có thể triển khai ngay. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai trong cái quy chế xử lý, tức là neo đậu theo đúng cái quy trình, quy chế và được các cấp thẩm quyền quy định. Tuy nhiên cũng phải có những cái linh động để làm sao đó tăng cái khả năng neo đậu và phát huy được và nhưng mà vẫn đảm bảo an toàn để mà phát huy cái vấn đề cao nhất cái khu neo đậu. Cái thứ ba nữa là thường xuyên phải duy tu bảo dưỡng cái khu neo đậu như trụ neo hoặc là nạo vét các cửa sông luồng lệch. Thì như đồng hới này là ví dụ là và chúng tôi cũng đang còn để mà nạo vét cửa sông Nhật Lệ hoặc nạo vét các cái ví dụ vừa qua cũng có cái nguồn Formosa để chúng ta là nạo vét khu Cửa Danh vân vân, tất cả những vấn đề đó để thuận lợi cho tàu ra vào neo đậu. Một cái vấn đề nữa là trong cái quá trình triển khai thì chúng ta cũng là phải có cái cảnh báo rồi hướng dẫn tàu thuyền neo đậu một cách là kịp thời trước khi có bão ra mà vào. Thì đấy là những cái mà
Và một cái vấn đề nữa, để nhu cầu tăng nhu cầu á, thì hiện nay chúng tôi đang vận hành để và chuẩn bị triển khai á, là xây dựng khu neo đậu chợ gỗ với 150 tàu. Cái thứ hai là bộ đã đồng ý chủ trương đầu tư cấp vùng cho cái dự án Bắc Sông Danh khu neo đậu với 1.000 tàu và đến 1.000 CV, có nghĩa là tàu lớn là vào đây và kết hợp với cảng cá, tức là xây dựng một cái khu neo đậu rất là hiện đại cấp vùng, tức là của các vùng miền Trung, vì các tỉnh cũng ra đây nhiều. Thì đấy là về cái vấn đề là neo đậu, thì tôi xin nói là lý do như thế và những cái giải pháp. Cái thứ hai á, là thực hiện cái nghị định 67, thì phải nói rằng báo cáo nghị định 67 ra đời ngày 7 tháng 7 năm 2014 và triển khai rất sớm. Phải nói rằng là nghị định 67 giống như một luồng gió mới thổi vào đối với ngành thủy sản, đặc biệt nó phù hợp với tâm tư nguyện vọng của ngư dân, và đặc biệt là vấn đề đóng mới, trong cái đó đóng mới các tàu có công suất lớn để vươn khơi bám biển, vừa tăng thu nhập hải sản, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và tỉnh Quảng Bình là một trong những tỉnh đứng đầu trong cái thực hiện nghị định 67. Báo cáo chỉ là trong 1.031 của toàn quốc thì toàn Quảng Bình là có 88 chiếc, và chúng ta gấp phải nói 4 tỉnh còn lại, tức là Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Và đặc biệt là các ngân hàng thương mại cũng vào cuộc và giải ngân cũng rất là cao, trong đó có 84 tàu là đóng mới và là 4 tàu cải hoán. Thì trong thời gian vừa qua, mặc dù nó có những cái khó khăn nhưng nó đã đóng góp rất là lớn trong việc là giảm thiểu cái vấn đề đánh bắt hải sản cạn kiệt gần bờ, đồng thời tăng cái khả năng đánh bắt hải sản có giá trị và là cũng tăng cái thu nhập, và giờ đó cũng tăng cái giá trị sản xuất nông lâm ngư của trong ngành thủy sản nói riêng và nông nghiệp nói chung. Tuy nhiên rằng thì gặp rất nhiều khó khăn như đại biểu nêu, và đây là một trong những cái khó khăn không phải của tỉnh ta mà của toàn quốc. Thì như các ông chỉ biết thì trong kỳ họp quốc hội vừa qua cũng quan tâm rất là vấn đề này, và hiện nay trong tại thời điểm ngày hôm nay thì chính phủ do phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đang tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện nghị định 67 và bổ sung một số vấn đề điều chỉnh. Thì trong quá trình khó khăn đấy thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cùng các ngành chức năng đã tham mưu cho tỉnh những cái giải pháp. Thứ nhất là đối với các cái tàu mà thiếu không hiệu quả hoặc thiếu bàn tàu, thì đó là chúng ta phải tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo để đào tạo thêm thuyền viên, và trong quá trình đó để mà vận hành cũng như là khai thác bảo quản. Và chúng tôi đã đào tạo được khoảng 1.100 ngư dân và được cấp chứng chỉ là hành nghề thợ máy, rồi hướng dẫn cho các cái chủ tàu hoạt động theo tổ đoàn kết, tổ hợp tác trên biển để cùng giúp nhau trong phát triển thủy sản. Rồi là chúng tôi đẩy nhanh cái tiến độ đăng ký đăng kiểm cũng như cấp giấy khai thác một cách thuận lợi nhất cho các chủ tàu. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tổ chức thẩm định của ngành thẩm định của tỉnh nhanh nhất để tham mưu cho Ủy ban tỉnh cấp cái hỗ trợ nhiên liệu của theo quyết định 48 cũng như 67 để hỗ trợ. Và trong qua thời gian qua thì 81 tàu xa bờ được 81 tàu đóng theo nghị định 67 được hỗ trợ trên 60 tỷ nhiên liệu, cũng đã hỗ trợ ngư dân khắc phục những cái tàu vỏ thép mà đóng không đảm bảo chất lượng, tức là làm việc vậy cả cái cơ sở đóng tàu và phải bắt thực hiện đúng cam kết. Và trong thời gian qua đã khắc phục 11 tàu đảm bảo đúng điểm hoạt động trở lại, cũng như tham mưu cho Ủy ban tỉnh trong tổ chức rà soát và có biện pháp đối với các chủ tàu gặp khó khăn, và đặc biệt là có chủ tàu, các cái chủ tàu mà chây ì hoặc là không trả nợ, để phối hợp với các ngân hàng để mà đối thoại trực tiếp và có các cái giải pháp trong cái vấn đề trả nợ. Rồi sở cũng phối hợp với là bảo hiểm để thực hiện tổ chức chính sách bảo hiểm, và tỉnh cũng đã là hỗ trợ trên là 37 tỷ 970 triệu đồng để bảo hiểm thân tàu, rồi bảo hiểm ngư lưới cụ và bảo hiểm tai nạn thuyền viên. Và đặc biệt là tỉnh cũng đã đặc biệt là các ngành cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh có nhiều văn bản, trong đó các cái văn bản như số 1990 hoặc 244 để đề nghị Bộ Nông nghiệp, Chính phủ, tức là sửa đổi nghị định 67 một số điều, và hiện nay thì báo cáo Quảng Trị cũng đang tiếp tục, và trong cái báo cáo thì cũng đã sửa đổi. Và cái tình trạng này thì báo cáo Quảng Trị cũng hết sức khó khăn. Chúng tôi đơn cử là báo cáo Quảng Trị là ví dụ nợ xấu, nợ của Hàn của mình là hiện nay chỉ 4%, nhưng có rất nhiều tỉnh là nợ rất là cao. Ví dụ như là báo cáo Quảng Trị là có tỉnh nợ 100% như là tỉnh là 100% dư nợ xấu, rồi 80% Nghệ An, rồi là của Quảng Ninh hoặc Nam Định, Thái Bình là đến 84-86%, vân vân, tức là nơi dư nợ xấu chúng của toàn tỉnh, và cả nước là nợ xấu chiếm đến sấp chỉ 30-35% theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thì trong cái thời gian tới để mà nâng cao cái hiệu quả
của để thực hiện tốt hơn nữa thì tôi đề nghị thế này, tức là chúng ta phải xác định chủ tàu là phải người chịu trách nhiệm trước pháp luật về vay vốn đóng mới và cải hoán tàu để xây dựng một tổ chức phương án sản xuất có hiệu quả nhất. Thì cũng giống như là xây dựng nông thôn mới báo cáo trước đây, chúng ta khi xác định người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới thì phong trào nó bắt đầu lên. Và đây phải xác định vì bởi vì có một số chủ tàu có thể tư tưởng chây lý lại là tức là nguồn chính sách đấy. Cái thứ hai là phải phối hợp với ngân hàng căn cứ vào nội dung phương án sản xuất kinh doanh đã được thẩm định phê duyệt để rà soát đánh giá phân loại chủ tàu để có hướng xử lý cụ thể. Và đối với các trường hợp chủ tàu không đủ năng lực để tiếp tục hoạt động mà có nhu cầu chuyển nhượng thì thực hiện theo quy định tại nghị định 17/2018 của Chính phủ, và thực tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức vận hành khai thác thủy sản tàu cá vỏ thép, đồng thời tiến hành kiểm tra giám sát chất lượng chủ tàu để thực hiện quy trình duy tu bảo dưỡng tàu cá vỏ thép đúng niên hạn và thực hiện đăng ký đăng kiểm đúng thời gian quy định để hoạt động tăng hoạt động, đồng thời triển khai những cái chính sách mà sau cái hội nghị của Trung ương, tức là sẽ có sửa đổi bổ sung thực trong nghị định 67 thì chúng tôi sẽ tham mưu triển khai tham mưu cho tỉnh để triển khai để mà đáp ứng cái nhu cầu của người dân. Vấn đề thứ ba tức là vấn đề là dịch tả lợn châu Phi. Tại sao trong quá trình triển khai vừa qua chúng ta đã làm mà vẫn còn là dịch vẫn tăng? Phải nói rằng tức là trong thời gian vừa qua báo cáo chỉ khi dịch bệnh xảy ra trong nước ta đầu năm 2019 thì tỉnh đã chỉ đạo các ngành các địa phương và thành lập ban chỉ đạo và đưa ra các giải pháp đồng bộ. Nhờ thế mà chúng ta đã giữ trong một cái thời gian khá dài. Phải nói thế, khi Hà Tĩnh hoặc là Quảng Trị đã bị, chúng ta vẫn chưa bị, và mãi đến tháng 6, 13 tháng 6 thì chúng ta bị dịch tả lợn châu Phi. Và trong cái quá trình đó chúng ta vẫn tiếp tục xử lý cả rất cách đồng bộ. Tuy nhiên rằng là dịch vẫn là lây lan và lây lan và có xu hướng là gia tăng. Thì báo cáo các đồng chí thì cái này báo cáo các đồng chí là bộ cũng đã xác định đây là cái dịch tả lợn châu Phi IPA này là do một cái virus gây bệnh mà có cái khả năng kháng sinh rất là cao và cái đường lây truyền thì rất là đa dạng. Tuy nhiên nó chỉ ở trên lợn và không lây sang người và các cái gia súc khác. Và đặc biệt là dễ phát sinh ở các cái cơ sở nhỏ lẻ. Vì vậy trên địa bàn chúng ta chỉ phát sinh ở các cái cơ sở nhỏ lẻ, còn các cái trang trại lớn, công ty chăn nuôi thì hầu như không có cái dịch bệnh. Và là nguyên nhân nữa là do cái tỷ lệ tiêm phòng của chúng ta trong thời gian qua và cả các địa phương, người chăn nuôi thì không đảm bảo quy trình chăn nuôi rồi mà tỷ lệ tiêm phòng cũng rất thấp, cho nên sức đề kháng của cái đàn lợn cũng là kém. Thì phải nói rằng là các cái giải pháp, nếu nó hỏi các cái giải pháp đã triển khai có hiệu quả chưa thì phải nói chúng tôi khẳng định rằng tức là đã có hiệu quả, nhờ vậy chúng ta đã khống chế một phần. Tuy nhiên rằng là giống như cái dịch bệnh này không thể mà vì chưa có đặc hiệu cho nên phải lây nhiễm. Và thưa các đồng chí là đối với tỉnh ta thì đến nay là chỉ xảy ra là ở 57 xã và trong đó có 30 xã hiện nay đã qua 30 ngày có thể công bố hết dịch, và trong đó 29 đã công bố hết dịch, chỉ còn 25 xã chưa qua 30 ngày. Cái thứ hai nữa, số lợn tiêu hủy của chúng ta cũng đạt rất thấp, chỉ có là 1% trên tổng đàn. Trong đó các địa phương trong vùng này để tôi nêu cái số liệu cho các chỉ số sánh thôi. Ví dụ Thanh Hóa tiêu hủy 25,5% trong tổng đàn, Nghệ An là 10%, Hà Tĩnh 7,4%, Quảng Trị 20,3% và Thừa Thiên Huế là 40,8% tổng đàn. Đấy. Thì như vậy là nhờ làm những biện pháp đó thì chúng ta chỉ tiêu hủy hơn 1% và vẫn đảm bảo cái vấn đề là chăn nuôi và cái cho nên cái thị trường chăn nuôi của chúng ta vẫn đạt 51,9% là giá trị là vì những cái vấn đề nhờ vào cái giải pháp đây. Thì để trong cái thời gian tới có những giải pháp chi quyết liệt hơn thì chúng tôi nghĩ rằng là trước hết là chúng ta vẫn tuyên truyền rộng rãi và phải khẳng định rằng là cái dịch tả lợn này không ảnh hưởng gì an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là không lây lan sang người cũng như là các cái gia súc khác, nên chúng ta vẫn sử dụng thịt lợn thoải mái. Cái thứ hai là chúng ta phải có biện pháp duy nhất của biện pháp này là phát hiện và xử lý một cách kịp thời chống lây lan, tức là xử lý bằng cách là đối đã bị bệnh thì có cách nào hơn, tức là tiêu hủy bằng cách biện pháp chôn lấp theo đúng quy trình. Cái thứ hai là chăn nuôi phải thực hiện việc tiêu độc khử trùng và vôi bột và đặc biệt
là một số địa phương cương quyết là không nên vứt rác và không giấu dịch, vứt xác lợn ra là bờ sông và không tiêu hủy cái thịt lợn mà bị bệnh. Do đó đẩy mạnh công tác kiểm soát giết mổ, nghiêm cấm việc buôn bán lợn ở các cái vị trí địa chỉ, tức là có một số là bán rong trên các cái đường. Đồng thời các địa phương đẩy mạnh tiêm phòng cho đàn lợn cách đầy đủ và quyết tâm thực hiện về các cái phương châm là cơ sở là chính và người chăn nuôi là chính. Thế còn các cái trong quá trình xảy ra từ từng địa phương, các địa phương đã lập chốt, các địa phương các xã rất là tốt, và tỉnh thì lập chốt ba cái chỗ thôi, chốt trong tức là ngoài ở là ngoài Quảng Phú, rồi là chốt ở phía Nam là Sơn Thủy, và chốt ở trên chỗ đường Hồ Chí Minh là chỗ tuyến Minh Hóa, thì báo cáo chỉ để ngăn chặn quá trình vận chuyển vào trước đây. Thế còn các địa phương khi xảy ra là phải lập chốt và thực hiện nghiêm ngặt theo vấn đề ban bố tình trạng gọi là dịch và thực hiện theo đúng chỉ đạo của ban chỉ đạo tỉnh. Và trong quá trình đó để phục vụ cái nguồn chăn nuôi thì vừa qua tỉnh đã có nhiều văn bản và các địa phương báo cáo chỉ như chăn nuôi trâu bò này, rồi chăn nuôi á là gia cầm, thì vừa rồi gia cầm tăng rất là mạnh, trong thời gian ngắn đã tăng gần 1 triệu con. Thì như vậy còn lại đối với đàn lợn thì vẫn tiếp tục là tái đàn ở những cái cơ sở mà đảm bảo an toàn dịch bệnh và phòng trừ tốt, thì cái này là vẫn là tuy nhiên là hiện nay là các cái cơ sở nhỏ lẻ chúng tôi không nên khuyến cáo, bởi vì đấy là một trong những mầm bệnh, và cái này báo cáo chí nó cũng giống như là rất là khó. Mình nói một cái nước lớn coi như Trung Quốc nó làm như thế mà nó bị bệnh từ năm ngoái đến năm nay vẫn chưa hết, và bây giờ thịt lợn ở Trung Quốc giống hơn cả quý hơn cả gì hết. Đấy. Thì họ bán cả cái vàng, bán cả cái sản phẩm khác đấy, họ là thì đấy là và là không nên tàng nghề, thì báo cáo chỉ là hoàn thành để hỗ trợ, và các địa phương cần phải hoàn thành hỗ trợ kịp thời theo cái chính sách mà tỉnh đã là hỗ trợ để cho các cái hộ gia đình có điều kiện. Thì đấy là ba cái vấn đề mà chúng tôi đã nêu ra. Còn đối với là theo chủ tọa kỳ họp là báo cáo thêm cái tình hình chăn nuôi của công ty Hòa Phát về vấn đề là hai vấn đề, một là cái hoạt động kinh doanh của cái công ty này, hai nữa là đối với đóng góp đối với tỉnh. Thì báo cáo sau khi có quyết định đầu tư của ủy ban tỉnh thì công ty Hòa Phát thì chăn nuôi Hòa Phát thì bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2017 và cả quãng năm thì đều có lợi nhuận, năm 2017 5,2 tỷ và năm 2018 đạt lợi nhuận đến 27,3 tỷ và giải quyết số lao động là tuy nhiên đây là cái doanh nghiệp công nghệ cao của nông nghiệp được ưu tiên theo cái nghị định 210 và nay là nghị định 57, tức là được miễn thuế rồi thuế đất vân vân, tất cả nhiều cái ưu đãi lắm trong cái nông nghiệp công nghệ cao. Cho nên việc đóng góp của công ty Hòa Phát thì vừa rồi là cũng đối với tỉnh chưa có gì, chỉ có nộp thuế gọi là môn bài và cá nhân thì năm 2018 nộp 37.692.000 và năm 2019 10 tháng thì nộp 60 triệu và giải quyết việc làm cho 192 lao động. Và trong quá trình làm thì cũng đã công ty này cũng đã từng vi phạm về là bảo vệ môi trường, cho nên năm 2018 là công ty đã bị chi cục môi trường kiểm tra và xử phạt 80 triệu. Và hiện nay thì công ty đang khắc phục, báo cáo tóm tắt với các đồng chí là cái tình hình hoạt động như thế của công ty chăn nuôi Hòa Phát. Xin hết. Rồi, xin mời đồng chí về này đi ban chất vấn. Qua trả lời của đồng chí giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì đại biểu có ý kiến gì thêm? Chắc là cũng rồi. Thì báo cáo về hội đồng dân, nếu đại biểu cũng có ý kiến gì thêm thì tôi xin có mấy ý kiến thế này. Một là về hoạt động của các cái khu neo đậu tránh trú bão á, thì đồng chí giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã trả lời như vậy là khá rõ. Theo cái phê duyệt quy hoạch về hệ thống cảng cá và khu neo đậu của tỉnh ta đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 á, thì như vậy là có 6 cái khu neo đậu. Thế như đồng chí giám đốc Sở đã báo cáo,
và báo cáo về hội đồng nhân dân tỉnh. Đến nay thì tỉnh đã hoàn thành đầu tư 3 khu neo đậu, đó là cửa Danh, Giòn, Nhật Lệ, với một cái quy mô như vậy là khá lớn, đến 1.050 chiếc tàu thuyền có công suất đến 300 cv và đã đi vào hoạt động. Như vậy là ngày càng đã phát huy được cái hiệu quả đầu tư của 3 cái khu neo đậu này. Và trong thời gian sắp tới thì dự kiến là sẽ triển khai 2 cái khu neo đậu và đã xác định rõ được cái nguồn vốn rồi. Thứ nhất là cái khu neo đậu tránh trú bão của cái chợ gỗ ở Quảng Ninh. Chợ gỗ ở Quảng Ninh thì cái quy mô đáp ứng được khoảng độ 150 tàu thuyền mà công suất đến 90 cv. Thì hiện nay thì vừa rồi Ủy ban nhân tỉnh đã bố trí cái nguồn vốn từ Formosa, hỗ trợ của Formosa để xây dựng cái khu neo đậu chợ gỗ. Thứ hai là khu neo đậu của Bắc Sông Danh. Thì cái này thì đây là một cái khu neo đậu của vùng đấy, thì quy mô nó lớn, tức là đến 1.000 tàu thuyền và công suất đến 1.000 cv. Thì báo cáo với hội đồng dân thì trong thời gian vừa qua thì phải nói rằng là cái khu neo đậu của chúng ta, các khu neo đậu của chúng ta về cơ bản là đã phát huy được cái hiệu quả. Riêng chỉ có cái khu neo đậu mà cửa Phú mà lúc này đại biểu có nếu á, thì cái quy mô đáp ứng thì như vậy là thấp hơn so với quy hoạch được phê duyệt. Thì như giải thích của đồng chí giám đốc sở thì cũng đã rõ, tức là việc giảm quy mô này là để phù hợp với cái mức vốn hỗ trợ và cái nguồn vốn đối ứng của tỉnh. Vốn hỗ trợ đó là của trung ương mà từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, vì họ cho được cưng thôi. Hai nữa là phù hợp với cái nguồn vốn đối ứng của tỉnh. Đấy, thì báo cáo với hội đồng nhân dân như vậy. Và khu neo đầu này thì như vậy là đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thỏa thuận cái điều chỉnh và đã phê duyệt. Còn hiện nay thì cái số lượng tàu cá trên địa bàn của chúng ta là tăng rất nhiều. Nhiều tàu cá thiếu chỗ để neo đầu, đặc biệt nhất là vào những cái mùa về mưa lũ, tránh trú bão thì rất bất tiện. Sau đó vừa rồi một số ý kiến cử tri của Đồng Hới là cũng thắc mắc về cái chỗ khu neo đầu cửa Phú này. Rồi Quảng Ninh cũng đã thắc mắc là sắp tới những cái tàu mà lên ở cái khu neo đậu chợ gỗ mà chúng ta sắp tới làm đấy, thì như vậy thì ngang qua là nó sẽ mắc cái câu của Quân Hồng. Thì chúng tôi cũng chỉ đạo là coi như là những cái tàu lớn thì vào ở khu neo đậu cửa Phú, còn những cái tàu nhỏ thì như vậy là lên ở chợ gỗ. Thì như vậy để đảm bảo phân luồng ra để đảm bảo đấy. Chứ không có thằng lớn quá thì như vậy là nó mắc cái câu Quân Hồng, cái chiều cao mắc cái câu Quân Hồng. Đấy. Thì trong thời gian sắp tới thì tôi đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là lưu ý để tập trung chỉ đạo mấy cái việc. Một là phải đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành 2 cái dự án khu neo đậu trú bão chợ gỗ và ở cái cảng cá Bắc Sông Danh. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Nguồn vốn thì đã xác định rồi. Thứ hai là tiếp tục tổ chức ra soát lại các cái hạng mục hạ tầng thiết yếu của cảng cá, của các cái khu neo đậu tàu thuyền, để tiếp tục kêu gọi các cái nguồn vốn, các cái nhà đầu tư khác để vào bảo đảm cái sự đầu tư nó đồng bộ hơn, hiện đại hơn, nhằm đáp ứng được cái nhu cầu cho ngư dân là đưa thuyền vào tránh trú bão. Cái vấn đề thứ hai là phải triển khai cái dự án nạo vét cửa sông Nhật Lệ để tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào cửa sông nó thuận tiện. Ngày nay thì bởi vì là cũng báo cáo với hội đồng nhân dân cũng khó khăn về nguồn vốn, nhưng sắp tới thì chúng ta sẽ triển khai cái dự án nạo vét cửa sông Nhật Lệ. Ngày thứ ba là phải chỉ đạo để làm tốt cái công tác duy tu bảo dưỡng các cái hạng mục công trình để khắc phục những cái phần hư hỏng, những cái phần mà xuống cấp của các cái cảng cá, của các cái bến cá, các khu neo đậu tàu thuyền. Và báo cáo với hội đồng nhân dân là vừa qua cái nguồn vốn hỗ trợ của Formosa do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển á, thì như vậy tập trung để như vậy là xây dựng các bến cá, là tu sửa các cảng cá và xây dựng mới một số khu neo đậu theo đúng cái hướng dẫn của Bộ Kế hoạch Đầu tư và của Chính phủ và của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Này thì đề nghị cái vấn đề này thì tôi chỉ đề nghị Sở Nông nghiệp tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh
để chỉ đạo để xử lý những vấn đề đấy, nhằm để đảm bảo cho các khu neo đậu ở trên địa bàn của tỉnh ta phát huy được cái hiệu quả, phát huy được cái công suất. Về cái thực hiện nghị định 67 của chính phủ, thì như báo cáo của đồng chí giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn, thì cái nghị định này ra đời từ năm 2014. Có thể nói rằng là như đồng chí Khoa nói đấy, đây là một cái luồng gió mới đối với ngư dân thủy sản. Và ở tại thời điểm đó thì chúng ta nhớ lại rằng, phải nói rằng kinh tế của đất nước của chúng ta rất khó khăn, mà đặc biệt nhất là thời tiết mưa lũ rất phức tạp. Cái hoạt động đánh bắt xa bờ, tức là ở vùng biển xa đấy, của ngư dân khó khăn. Đấy, do đó nghị định này tập trung vào những cái việc là khuyến khích đánh bắt xa bờ và hỗ trợ tạo điều kiện cho bà con ngư dân trong việc đóng tàu vỏ thép, vật liệu mới với công suất lớn, và cũng qua đó để tổ chức lại sản xuất, ứng dụng các mô hình sản xuất hiện đại hơn nhằm để cải thiện, tăng được cái thu nhập và đời sống ở trong bà con ngư dân. Nhưng có một yếu tố quan trọng, đó là góp phần trong sự nghiệp bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của chúng ta. Nghị định 67 ra đời trong một cái bối cảnh và một cái thời điểm rất là quan trọng như thế. Và đến nay thì qua 5 năm thực hiện cái nghị định 67 này, ở trên địa bàn của tỉnh ta phải nói rằng là thu được nhiều kết quả rất là tích cực. Thì như đồng chí giám đốc sở đã nêu, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành và các địa phương phối hợp với các cái cơ quan liên quan, mà đặc biệt nhất là phối hợp với các cái ngân hàng thương mại để triển khai các cái chính sách về vay vốn cho các cái chủ tàu trong việc thực hiện nghị định 67, kể cả về chính sách tín dụng này, chính sách bảo hiểm này, chính sách hỗ trợ đào tạo này, vân vân. Thì phải nói rằng là chúng ta đã đạt được những kết quả rất tích cực. Tuy nhiên đến nay thì phải nói rằng là qua 5 năm thực hiện cái nghị định 67 này, thì như vậy là đang còn có nhiều cái khó khăn vướng mắc. Cái khó khăn vướng mắc này là báo cáo về hội đồng nhân dân là cả tình hình chung của cả nước, chúng phải riêng chỉ ở Quảng Bình. Đây là những cái khó khăn mà xuất phát từ những cái yếu tố khách quan lẫn chủ quan mà ngư dân và các ngân hàng thương mại đang còn gặp phải. Ngư dân khó khăn rồi, nhưng bây giờ các ngân hàng thương mại có các cái chủ tàu vay cho ngư dân vay cũng đang còn ở nhiều cái khó khăn xử lý chưa được. Báo cáo với các đại biểu là hiện nay ngư dân của chúng ta là gặp khó khăn trong vấn đề là khai thác, mua bán thủy sản. Tàu mới đưa vào sử dụng thì bị hư hỏng, chi phí duy tu bảo dưỡng thì cao, rồi là thiếu bán tàu, nợ xấu ngân hàng thì như vậy là ngày càng tăng cao. Qua làm việc với các ngân hàng thương mại thì như vậy các ngân hàng thương mại phản ánh về cái nợ xấu và thực hiện qua cái nghị định 67 này là phải tăng rất cao. Rồi là công tác thu hồi nợ của các ngân hàng thì như vậy là gặp nhiều khó khăn, thu không được. Hay báo cáo với đại biểu như vậy, ví dụ ở tỉnh ta là đến tháng 8 năm 2019 ấy, là qua thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh là cho biết là chỉ có 23 tàu hoạt động còn lại, 34 tàu là hòa vốn, 31 tàu là thua lỗ, và dư nợ cho vay là đến 884.100 triệu đồng, tức là 884 tỷ. Mà trong đó nợ xấu là hơn 350 tỷ, chiếm 42% tổng dư nợ. Tôi nói rằng cũng số khá lớn, và cũng cho thấy rằng cái kết quả triển khai thực hiện cái nghị định 67 là đạt hiệu quả rất cao. Cả nước đánh giá cũng như thế, báo cáo với đại biểu hội đồng như vậy. Do đó trong thời gian sắp tới thì tôi đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tham mưu một số cái giải pháp nhằm để giảm bớt những cái phần khó khăn cho các cái chủ tàu, cũng như triển khai thực hiện tốt hơn ở cái nghị định 67 của chính phủ. Cụ thể là có mấy việc thế này. Một là đối với một số tàu hoạt động mà không có hiệu quả và thiếu bán tàu, thì sở cần phải tiếp tục phối hợp với các cái cơ sở đào tạo, các cái trung tâm giới thiệu việc làm để đào tạo thêm chuyên môn nghiệp vụ để bổ sung lao động cho các cái chủ tàu. Rồi là hướng dẫn các cái chủ tàu hoạt động theo các cái mô hình tổ đội đoàn kết, tổ hợp tác, để làm sao đó tạo điều kiện cho ngư dân bám biển đánh bắt vùng biển xa. Một mặt là thu được lợi nhuận cao, mặt thứ hai là góp phần để bảo vệ được chủ quyền biển đảo. Cái vấn đề thứ hai là phải khắc phục các cái sự cố hư hỏng cho các cái chủ tàu.
thì đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là phối hợp với Ủy ban nhân dân của các huyện là tổ chức làm việc với các cơ sở đóng tàu, rồi là cơ quan đăng kiểm, rồi là các ngân hàng thương mại để thống nhất các biện pháp khắc phục nào, để xem có thứ nó khó khăn, nó vướng mắc từng cái công đoạn nào, từng cái khâu nào thì phải làm việc lại với các cái chủ tàu để mà tháo gỡ từng cái trường hợp. Vấn đề thứ ba là phải giải quyết nhanh chóng kịp thời các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác và hồ sơ hỗ trợ chi phí, mà nhất là các thủ tục tiền dầu cấp cho ngư dân là phải đảm bảo kịp thời. Thì báo cáo với các đồng chí như vậy. Còn đối với các ngân hàng thương mại thì rất là quan trọng, cái vai trò của ngân hàng thương mại là cần phải có những cái giải pháp để đề xuất với ngân hàng nhà nước và các cái ngân hàng thương mại trung ương nên có những cái giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho các cái chủ tàu vay đóng tàu theo nghị định 67. Ví dụ như giãn nợ, giúp ngư dân trong vấn đề là giảm bớt khó khăn, rồi là tiếp tục vươn khơi đánh bắt thủy sản, và đặc biệt là ưu tiên để tập trung thu nợ gốc trước, còn là cái nợ lãi sau, thì lúc đó có chính sách đối với chủ tàu thì như vậy. Thế làm một lúc mà cuối cùng là thu hồi hết của họ hết cả gốc cả lãi thì như vậy là cũng khó. Mà riêng đối với các chủ tàu là phải có trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm trước cái nguồn vốn vay của ngân hàng để phát huy hiệu quả. Còn các cái ngân hàng thương mại thì cần phải có cái sự phối hợp với Ủy ban nhân dân của các huyện, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các cái cơ quan liên quan khác để có những cái giải pháp thu hồi nợ vay và xử lý nợ quá hạn, rồi là cái nợ xấu, thì báo cáo với hội đồng như vậy. Còn về cái vấn đề thứ ba là phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thì báo cáo với hội đồng nhân dân thì vấn đề này đã được đưa ra chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019. Hôm nay thì hội đồng nhân dân tiếp tục chất vấn, và đây cũng là một cái vấn đề mà cử tri và nhân dân trong tỉnh hết sức quan tâm và cũng rất là lo lắng. Vừa rồi các cái giải pháp đề ra nó có hiệu quả hay không, thì báo cáo với hội đồng nhân dân là các cái giải pháp đề ra vừa qua là phải nói rằng là có hiệu quả. Tuy nhiên vì sao mà dịch lại bùng phát trở lại? Để muốn nói rằng là cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của chúng ta là chưa quyết liệt. Không chỉ riêng gì đối với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, mà vẫn còn cả toàn bộ hệ thống chính trị. Mà ở đây kể cả trách nhiệm của một số người dân, báo cáo với hội đồng nhân dân là như vậy. Tôi nói bây giờ là một số nơi có phản ánh khi dịch xảy ra đầu tiên thì người dân không biết, đưa lợn chết vứt ra ở ngoài kênh mương thủy lợi làm ô nhiễm môi trường, báo chí viết đấy. Sau đó tôi yêu cầu đồng chí giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về kiểm tra lại thực địa có đúng hay không, thì như là như vậy là đúng. Và đại biểu cũng biết rằng là cái dịch tả lợn châu Phi nó xuất hiện vào ở địa bàn Quảng Bình của chúng ta là đầu tiên là tại xã Xuân Hóa của huyện Minh Hóa, sau đó lây lan bùng phát trên một diện rộng, và đến nay thì như vậy là dịch lại bùng phát quay trở lại và nó xảy ra tại đến 30 xã phường ở trong tỉnh. Đấy, thì cái chỗ này thì tôi đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là phải tiếp tục sự tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh để sử dụng cái dự phòng ngân sách và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi và hỗ trợ cho cái chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy. Hai nữa là thực hiện tốt cái việc công khai chính sách và mức hỗ trợ đến tận các cái chủ chăn nuôi bị thiệt hại. Thứ ba nữa là phải phát hiện nhanh và xử lý kịp thời để tiêu hủy lợn bệnh kịp thời, để bảo đảm làm sao đó như vậy là không để lây lan ra cái diện rộng và không để gây ô nhiễm cái môi trường. Và cái vấn đề thứ tư nữa là cần phải tăng cường công tác kiểm soát các cái chốt kiểm dịch, mà nhất là qua các cái tuyến biên giới, rồi là các cái chốt ở trên đường quốc lộ 1 và trên các cái giao thông ở huyết mạch ở của tỉnh. Dịch bệnh nhiều lúc ở các tỉnh đi ngang qua như vậy là vận chuyển từ các tỉnh ngang qua lây lan ở địa bàn của chúng ta,
hoặc là qua cửa khẩu ở Cha Lo. Và một cái điểm nữa là cần phải quản lý và kiểm soát chặt chẽ để làm tốt công tác kiểm soát giết mổ, mua bán thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn. Rồi là tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine ở cho đàn vật nuôi. Đấy thì và kiểm tra được thì rõ được cái nguồn gốc thức ăn ở về công nghiệp trong vấn đề chăn nuôi. Đấy thì đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là phải tập trung chỉ đạo quyết liệt và ngay từ bây giờ cho đến thời điểm Tết Nguyên đán mở một cái cao trào giống như kiểu tấn công trấn áp tội phạm đấy, để làm sao đó là phòng ngừa được cái chiến dịch về dịch tả lợn châu Phi để đảm bảo cho người dân là có thực phẩm sạch để ăn Tết Nguyên đán và tiêu dùng sinh hoạt. Đấy, thì đề nghị phải làm cho nó mạnh thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là nòng cốt, nhưng phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì lúc đó chúng ta phải làm được. Còn thì đấy là mấy vấn đề như vậy. Còn liên quan đến cái tổ hòa phát thì báo cáo với Hội đồng Nhân dân thì đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì cũng đã có cái đề cập đến cái vấn đề là gì, tức là hiện nay là cái hiệu quả hoạt động của công ty này thế nào, thứ hai là tỉnh và địa phương có những cái lợi ích gì từ cái dự án hòa phát. Dư luận cử tri và nhân dân đặt câu hỏi rất nhiều về cái dự án này. Thì ở đây thì tôi cũng báo cáo với Hội đồng Nhân dân là đây là cái dự án công nghệ cao của cái công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi Hòa Phát ở Quảng Bình, và có sự liên doanh với công ty cổ phần cao su Việt Trung. Mục tiêu của dự án là hoạt động chăn nuôi và kinh doanh bò, dịch vụ chăn nuôi nhằm để tạo ra được các cái sản phẩm thịt chất lượng và nâng cao được cái năng suất cho địa phương. Và trong cái đề án và trong cái phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nói rõ rằng là gia tăng được cái lợi nhuận và nâng cao thu nhập cho người lao động ở địa phương, rồi là góp phần nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp của tỉnh, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Thì vừa rồi đồng chí Giám đốc Sở đã có báo cáo. Còn hiệu quả là cái gì? Bây giờ là chỉ có là tôi nhớ rằng là năm 2018 tôi lên công ty Hòa Phát chỉ có đóng thuế môn bài một năm được 3 triệu, trong phải 3 tỷ đó nữa, 3 triệu. Giải quyết lao động được 96 lao động, tôi vẫn còn nhớ bài thế. Này còn năm nay thì như vậy là đấy là lợi nhuận đó, là được 60 tỷ, hơn 60 tỷ, hơn 60 triệu. Mười tháng đầu năm 2019 là đã nộp 60.535.000 đồng, nhưng chưa phân chia lợi nhuận cho Việt Trung bao nhiêu. Năm ngoái là tôi nhớ là hình như là hơn 5 tỷ như đấy. Do đó phải nói rằng là để mà nói đóng góp lợi ích của công ty Hòa Phát đối với ở địa phương là như kết quả tôi nói rất là nhỏ bé. Do đó dư luận đặt vấn đề là hiện nay là công ty Hòa Phát là thuê đất nhiều, những bỏ hoang hàng trăm nghìn mét vuông. Đấy, báo cáo về Hội đồng Nhân dân như vậy. Và sử dụng sai mục đích, thậm chí còn cho người dân ở địa phương thuê lại để thu tô. Đấy, tôi xin nêu một số vấn đề như vậy để Hội đồng Nhân dân nghiên cứu thêm. Và người nông dân, người ta cho rằng là người nông dân nuôi bò trước đây rất nhiều, nhưng bây giờ là mất nghề nuôi bò, bởi vì không có đất nữa. Và đặc biệt người trồng dưa thì lại bị thu tô. Do đó người dân họ cũng rất là trăn trở, băn khoăn và cho rằng trước đây người dân thị trấn nuôi đàn bò hàng chục nghìn con thì họ cho rằng việc địa phương quy hoạch kiểu gì, tính toán kiểu gì, lo cho dân kiểu gì mà để nông dân mất nghề. Trong khi Hòa Phát thì lấy đất quá nhiều diện tích không làm gì thì để là người dân thuê lại. Và qua tìm hiểu một vài hộ gia đình ở nông trường Việt Trung thì họ cho rằng là vừa rồi Hòa Phát cho nông dân thuê lại ít nhất là hơn 1 hecta trồng dưa hấu, mỗi hecta như vậy là thu 13 triệu đồng.
Do đó họ cho rằng là việc nhà nước cho Hòa Phát thuê dự án trồng cỏ trồng ngô miễn phí nhưng lại bỏ hoang như vậy là trái luật, trái nguyên tắc, lại cho nông dân thuê lại, họ cho rằng đó là sai phạm, trồng sai phạm. Đấy, tôi xin báo cáo với hội đồng nhân dân, đấy là ý kiến của cử tri và nhân dân đấy. Nếu không sử dụng thì, nếu Hòa Phát không sử dụng hết thì như vậy trả lại cho tỉnh. Không thể để lãng phí cả một cái nguồn tài nguyên đất đai như vậy. Mà đất đai ở vùng của nông thôn Việt Trung là rất tốt. Báo cáo với hội đồng như vậy. Từ chỗ này cho đó tôi đề nghị là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Sở Tài nguyên Môi trường và các sở ban ngành có liên quan suy nghĩ gì trước cái việc mà nhân dân ở nêu lên như thế. Đấy thì báo cáo với đó là chưa nói đến cái vấn đề mà vừa qua như vậy là công ty Hòa Phát thực hiện không nghiêm túc về cái cam kết và cái hợp đồng bảo vệ môi trường. Đấy, thì vấn đề này đến lượt Sở Tài nguyên Môi trường là sẽ có cái báo cáo cho nó cụ thể. Còn ở đây thì tôi xin nêu mấy cái vấn đề này thì để chiều Sở Tài nguyên Môi trường sẽ báo cáo này. Qua cái kết quả thanh tra vừa rồi thì có một số thửa đất là công ty là chưa đưa vào sử dụng, ví dụ 6 thửa đất chưa đưa vào sử dụng theo đúng mục đích của dự án là 65.930,2 m², tức là khoảng độ cỡ 6,5 hecta. Hai nữa là chưa tiến hành trồng cây làm thức ăn chăn nuôi bò theo mục tiêu của dự án là đến 17,4 hecta. Do đó thì diện tích này là bây giờ là bỏ hoang, cầu su thì chặt rồi nhưng để như vậy là không trồng cái cây gì hết. Vụ vừa rồi thì cho như vậy là cho người dân thuê lại để thu tô, một hecta như vậy là đến 13 triệu. Rồi là việc xây hàng rào và một phần đất ngoài phạm vi dự án vi phạm. Còn về phần đất xây dựng khu chuồng trại thì công ty sử dụng đất được cho thuê là không đúng mục đích sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất. Cái phần diện tích vượt so với ranh giới quy hoạch xây dựng khu chuồng trại là 48.833 m², vi phạm về nguyên tắc sử dụng đất. Thứ ba là vấn đề về bảo vệ môi trường. Vừa rồi như vậy là xử lý không đảm bảo đúng quy trình, vừa cũng là làm ảnh hưởng đến cái vấn đề môi trường đối với người dân ở địa phương, làm cho người dân ở địa phương là phải đến biểu tình, tụ tập đông người, tỉnh phải đứng ra chỉ đạo xử lý. Phải nói rằng đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ để xem lại những cái việc làm này. Đồng ý kêu gọi nhà đầu tư nhưng vấn đề vào thì phải làm việc nghiêm túc đúng quy định của pháp luật, đảm bảo được cái cuộc sống cho người dân ở trên địa bàn thì lúc đó chúng ta mới làm. Do đó tôi đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường là chiều làm rõ thêm báo cáo thêm mấy cái vấn đề mà tôi nêu đây. Hòa Phát đã sử dụng đất sai ở quy định với diện tích như thế nào, và một số ý kiến cho rằng đặt ra vấn đề Hòa Phát có vi phạm nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và nghị định 118 của Chính phủ về quản lý đất nông lâm trường hay không. Do đó là chỗ này tôi đề nghị hội đồng nhân dân là cũng phải lưu ý cái chỗ này. Đấy, thì tôi xin nêu một số cái vấn đề như thế. Bây giờ thì cái phần trả lời chất vấn của đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là xong. Chiều đầu giờ thì xin mời đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường. Bây giờ xin mời đại biểu hội đồng nhân dân nghỉ ở buổi trước.